Chào các bạn, hôm nay TSS Audio xin giới thiệu chương tiếp theo của bộ truyện Thập Phương Võ Thánh của tác giả Cổn Khai. Mời bạn cùng nghe, chương 51 gặp gỡ. Ở núi Thiếu Dương tới về đi dạo một lần, ngụy hợp một con dị thú cũng chưa thấy, ngược lại là Thiếu Dương môn người thấy không ít, đối phương nhân số quá nhiều, hắn cũng không tốt lặng lẽ động thủ, không thể làm gì khác hơn là ở xung quanh du đãng một trận. Liền nhanh chóng rời đi, bất quá lần này thiếu dương môn người đi ra không ít, đúng là để ngụy hợp nhìn rõ ràng. Bọn họ trong môn lại còn nuôi dưỡng một chút xanh lục con mắt chó lai sói. Những thứ này chó lai sói khứu rác cực mạnh, nhiều lần đều suýt chút nữa phát hiện hắn. Cũng còn tốt trên người hắn các loại tạp vị thuốc phấn mang nhiều lắm. Che giấu trên người mình người mùi, ở núi Thiếu Dương trong đợi đến trạng vàng, ngụy hợp mang theo cuối cùng một điểm thu hoạch, trở lại thành phi nghiệp, tới gần buổi tối mặt trời chiều ngả về tây toàn bộ thành trì đều bị nhuộm thành một mảnh mờ nhạt vắng vẻ ngoại thành khu bên trong mấy tháng trước cái này thời điểm còn có thể nghe được ven đường bụi cỏ có đánh người tiếng hoặc là lưu manh đám người tiếng nói chuyện hiện tại cũng đã hoàn toàn yên tĩnh ngụy hợp đi ở ngoại thành khu trên đường cái phóng tầm mắt nhìn chỉ cảm thấy toàn bộ đường phố tựa hồ càng ngày càng không còn người vị trên đất rác rưởi càng ngày càng nhiều đều là chút người bình thường không dám nhặt người chết quần áo hoặc là cái bô ống nhổ loại hình đồ vật khí trời nóng bức ôn dịch hoành hành những thứ đồ này không ai dám tùy tiện nhặt đi bởi vì nhặt đi người có lẽ cũng đã chết rồi ngụy hợp lẻ loi tiếng bước chân không ngừng ở mặt đường trên vang vọng chi giác phía bên phải một gian nhà trệt bỗng nhiên mở ra cái cửa sổ bên trong lộ ra một cái người mắt trong mắt người tràn đầy tơ máu nhìn ra phía ngoài mắt lạch cạch Cửa sổ bên trong bỗng ném ra một thứ, sau đó lại cấp tốc hợp lại. Vật kia, tự hồ là một cái khô quắt chuột ra. bị lột ra đến, hoàn chỉnh một tấm không thể ăn chuột ra. Ngụy hợp bước chân dừng một chút, nhìn thấy gia đình này ngoài cửa sổ chất thành không dưới hơn 10 tấm chuột da. Trong lòng thở dài, hắn bước nhanh rời đi mảnh này mùi hôi bốc nặng địa phương. Xuyên qua ngoại thành khu, thạch kiều đinh bên trong, rõ ràng tình hình muốn tốt hơn rất nhiều trên mặt đất khắp nơi là vết chân hẳn là ngày hôm nay ban ngày giảng đạo mở đàn thì đoàn người chen chúc lưu lại trong đó một vài chỗ còn lưu lại có vết máu ngụy hợp không có nhìn thêm cấp tốc hướng nhà mình chạy đi đi ngang qua hồi sơn quyền viện thì còn có thể nghe được bên trong có hô quát luyện võ tiếng tì ta đã trở về ngụy hợp đẩy ra nhà mình cửa nhìn thấy ngụy oánh chính cẩn thận đứng ở trong sân thu quần áo tiểu hợp trình ra vừa nãy có người đến truyền tin bảo là muốn ngay mặt cho ngươi ta không dám động đặt ở ngươi cửa phòng ngụy oánh cuối cùng đem một bộ y phục bám tốt quay đầu lại căn dặn n biết rồi ngụy hợp đóng cửa lại thả xuống then cửa thời đại này vấn đề an toàn để trong lòng hắn luôn có chút bất định cái này cửa lớn tuy rằng dày nhưng cũng không ngăn được thật muốn xông tới hung đồ hắn trong lòng vẫn đang suy nghĩ làm sao tìm mấy tên hộ vệ trong nhà hảo thủ đem áo khoác cởi ra đổi trong nhà áo khoác ngụy hợp đi tới chính mình phòng ngủ cửa trước cửa bên trái thả một cái ghế nhỏ bên trên có cái nhỏ cái gầu bên trong bày đặt một cái vuông vức đá đen hộp trên cái hộp có một phong thư ngụy hợp sững sờ trình ra cũng ở thạch kiều đinh khoảng cách cũng không xa vì sao lại chuyên đưa tới vật này còn viết thư hắn đi tới đem tảng đá hộp nhấc lên đi vào gian phòng chờ tay đóng kín cửa nhấc theo hộp ngồi đến trước bàn đọc sách Ngụy Hợp cầm lấy cái kia phong giấy vàng phong thư. T. Sáp phong phong thư bị xé ra. Rút ra bên trong vàng nhạt trang giấy. Xoẹt một tiếng triển khai giấy viết thư. Ngụy Hợp nhìn kỹ lại. Mới đầu chính là trình thiểu cửu chữ viết. Ngụy Hợp thân khải cô hoang dã từ từ. Ta tự nhiên độc hành. Trong thành thế cuộc biến hóa. Nhìn quân sớm tính toán. Ngụy Hợp trong lòng hồi hộp một tiếng. Cảm thấy không lành. Cấp tốc nhìn xuống dưới. Quả nhiên, phía dưới tất cả đều là trình thiểu cửu tự tay viết viết nội dung. Tiểu hợp, khi ngươi thấy phong thư này thì ta đã mang theo trình ra tất cả mọi người rời đi thành phi nghiệp. Cái này thành phi nghiệp bây giờ thế cuộc, lấy thất gia minh cùng hồng gia bảo dẫn đầu. Song phương dần dần tình thế đối lập trong sáng, bắt đầu phân biệt thanh lý quanh thân bên trong thế lực nhỏ. Nếu là không sớm ngày đứng thành hàng, nhanh chóng thoát ly vòng xoáy là tốt nhất. Bây giờ ở ngoài đinh, không đứng thành hàng không lựa chọn, cuối cùng kết cục chính là cùng trình ra như thế. Bị bức ép rời đi. Cái này một chàng tự biên tự diễn cướp tiêu hãm hại mưu đoạt tiết mục. Ta xem như là nhìn thấu thất gia minh sắc mặt tướng ăn không muốn thâm nhập vòng xoáy. Liền chỉ có rời xa. Trước ta phái người đến tìm ngươi một lần. Nhưng đáng tiếc ngươi không tải. Trình ra đại viện tiêu cục ở ngoài. Đã có người đi đến vứt người chết tiền giấy. Tiêu cục là không đi cũng lấy đi. Chuyến này ta duy nhất cho rằng xin lỗi chính là ngươi. Ngươi cho ta tiền ta toàn mang đi, trong nhà cần quay vòng địa phương còn rất nhiều, liền không trả ngươi, bất quá trước ngươi đối với ta đề cập tới, muốn thu thập vật kịch độc cùng dị thú mồi nhử, ta cho ngươi liên hệ quan gia, nếu có điều cần, có thể trực tiếp đi tới quan gia quan ký hiệu thuốc. Cuối cùng, hộp đá bên trong cho ngươi để lại mấy thứ đồ, có lẽ ngươi có thể dùng tới, như có ngày gặp lại ngọc bội kết hợp lại chính là cố nhân hội ngộ trình thiểu cửu lưu lại một phong thư không dài nhưng có thể nhìn ra được trình thiểu cửu viết thư lúc xoắn suýt ngụy hợp trầm mặc thả xuống thư trong lòng có chút phát không cái này thành phi nghiệp vốn là càng ngày càng quạnh hiu bây giờ trình ra lại đi rồi hắn vốn là không mấy cái bằng hữu trình thiểu cửu vừa đi nhất thời càng cảm giác trong thành không người quen biết một loại tự nhiên mà sinh ra cảm giác cô độc sông lên đầu thở dài ngụy hợp phát hiện mình gần đây tựa như thường thường thở dài hắn để thơ xuống đưa mắt rơi vào hộp đá trên hộp đá phân ba tầng hai tay hắn mở ra tầng thứ nhất cái nắp bên trong lẳng lặng bày đặt một khối ngọc bội cá hình ngọc bội xanh biếc thấu triệt tính chất vô cùng tốt cá ngộ trình ca ngươi cũng thật là ngụy hợp bất đắc dĩ đem khéo léo tinh xảo ngọc bội lấy ra thiếp thân bỏ vào áo lót trong túi áo bên trong sau đó có thể tìm nhị tỷ hỗ trợ mặc khâu thiếp thân mang theo tầng thứ hai hộp đá rất mau đánh mở bên trong bày đặt một sấp bản vẽ bản vẽ trang giấy mới tinh mặt trên còn có nhàn nhạt nét mực mùi tản mát ra tựa hồ mới viết rất lâu đây là ngụy hợp cấp tốc cầm lấy bản vẽ triển khai toàn bộ bản vẽ có tới hơn một thước rộng hiện hình vuông phía trên lít nha lít nhít vẽ ra viết các loại địa hình con đường địa điểm cùng với một ít tường giải chữ nhỏ, cái này là địa đồ. Ngụy Hợp vẫn là lần thứ nhất ở niên đại này nhìn thấy như vậy tường tận bản đồ. Cái này so với chính hắn ghi chép bản đồ bản vẽ tỉ mỉ không biết bao nhiêu. Chỉ riêng này bức bản đồ, phía trên ghi chép các loại nguy hiểm điểm cùng phương pháp ứng đối, liền giá trị không biết bao nhiêu. Quả thực vạn kim khó cầu. Thời đại này, Bách Tính Bình dân sở dĩ không có cách nào ra khỏi thành, không dám ra khỏi thành cũng là bởi vì không rõ ràng bên ngoài nơi nào gặp nguy hiểm nơi nào mới an toàn chỉ có tiêu cục tha phương thương nhân mới có thể biết những yếu điểm này cái này đều là lấy mạng người một chút tìm tòi ra đến yếu quyết dễ dàng sẽ không gặp người tấm bản đồ này dựa theo ngụy hợp xem ra coi như không phải tiêu cục vĩnh hòa tổng đồ cũng cách biệt không xa thậm chí rất khả năng chính là mô phỏng vẽ ra tổng đồ phần này đại lễ đủ ý tứ ngụy hợp trong lòng nhất định hắn ở cái này đồ trên tình lình nhìn thấy, liên quan tới dị thú địa điểm ký hiệu, một chút quét tới, ít nhất nhìn thấy có năm nơi, những thứ này tất cả đều là dị thú bừa bãi tàn phá chỗ. Bên trên còn tỉ mỉ dùng chữ nhỏ, ký hiệu ra bừa bãi tàn phá chính là cái gì dị thú. Hoạt động thời gian quy luật làm sao, chu vi có thể có phương pháp gì tách ra, cái này một tấm bản đồ đối với hắn mà nói, quả thực như nhặt được trí bảo ngụy hợp thầm nghĩ nên rời đi trình ra cấp tốc trên địa đồ tìm tới một cái điểm đỏ một sợi tơ hồng đây là cố ý đánh dấu đi ra hồng tuyến bên cạnh còn viết chữ nhỏ châu phủ quả nhiên đi tới châu phủ ngụy hợp hiểu rõ châu phủ tục truyền nói là bây giờ chu vi chỗ an toàn nhất xem bây giờ thế cuộc có lẽ hắn ngày sau cũng sẽ đi tới cùng trình ra vẫn đúng là khả năng có ngày gặp lại thu cẩn thận bản đồ hắn cẩn thận giấu kỹ trong người sau đó lại độ mở ra tầng thứ ba hộp đá. Cái này tầng cuối cùng hộp, bên trong lẳng lặng bày đặt một quyển sách nhỏ, sách sắc ngoài xám trắng, bìa rõ ràng viết ba chữ lớn Phi Long Công. Ngụy Hợp hô hấp hơi ngưng lại, lại là cái này, hắn cấp tốc đưa tay, đem sách lấy ra, cẩn thận từng ly từng tí một lật xem lên. Bên trong là một vài bức thân thể luyện công đồ, còn có tương quan khẩu quyết, luyện pháp, tẩy luyện phương thuốc, cùng với cuối cùng căn bản đồ như thế không thiếu hắn trước kia nghe trình thiểu cửu nhắc qua chính mình đại bá một thân tài nghệ chính là đến từ chính một quyền phi long công nhưng đáng tiếc công phu này độ khó cực cao trong nhà ngoại trừ đại bá ở ngoài không người nào có thể luyện thành bất đắc dĩ đám gia hòa chỉ có thể từng cái tự tìm lối thoát tìm cái khác võ sư bái vào môn hạ cái này cũng là trình thiểu cửu vì sao lại bái vào hồi sơn quyền viện nguyên nhân bởi vì gia truyền phi long công hắn luyện không được Ngụy Hợp bây giờ cẩn thận lật xem cái này sách, mới rõ ràng, tại sao trình ra không ai có thể luyện thành. Này không phải chỉ là không ai có thể luyện thành, vẫn là không ai dám luyện. Sách trên rõ rõ ràng ràng viết này công lực mạnh. Đột phá rất khó, năm tầng cảnh giới, tầng như lên lầu, nếu có trần chờ sinh từ lưỡng nan, một bên còn có trình ra tiền nhân nhắn lại. Tất cả đều là màu đen chữ nhỏ, đều là đột phá trước tiệt bút mỗi một cái tên rõ ràng là chữ viết màu đen, lại lộ ra một cỗ đỏ tươi vết máu. Ngụy hợp lục tục mấy cái đến, phía trên nhắn lại có 5 người. 5 người đều nói đột phá sau sẽ trở về lưu lại tâm đắc. Nhưng mặt sau chỉ có một cái trình chính hưng trở về nhắn lại. Còn lại bốn cái đều không còn. Hắn cẩn thận chuyển động. Bỗng nhiên cảm giác có chút nhìn quen mắt. Cái này phi long công. Tự hồ cùng ngũ lĩnh trưởng có chút tương tự. Đều là khí huyết tích góp cực nhanh nhưng cửa ải độ khó lên trời. Lúc trước trình chính, chính hưng, nghe nói tất cả đều là cây cỏ xuất thân. Căn bản không bao nhiêu tích lũy khí huyết tư bản, nhưng có thể một lần đột phá ba lần khí huyết, ngồi vững vàng tiêu cục làm ăn. Bây giờ nhìn lại, cái này phi long công, tự hồ càng như là tà đạo công phu, ngụy hợp trong lòng hơi động. Quang trình thiểu cửu lưu lại quyển bí tịch này, lấy ra đi bán. Liền không dưới vạn kim, thậm chí loại này có thể tăng cường chính mình gốc gác đồ vật căn bản liền sẽ không có người đồng ý lấy ra bán. Nhưng hắn không nói hai lời, trực tiếp để lại cho mình, thở dài một tiếng, hắn cấp tốc cẩn thận đem bí tịch thu cẩn thận, thiếp thân thả ở trên người thiết bản bên trong góc, thói đời nơi nào cũng không sánh nổi trên người mình an toàn nhất. Thu cẩn thận đồ vật, ngụy hợp việc này không nên chậm trễ, cấp tốc ra ngoài, đi tới quan ký hiệu thuốc, hiện tại đồ tới tay, dị thú manh mối tới tay, hắn duy nhất thiếu chính là dị thú mồi nhừ. Đây là vì để tránh cho vạn nhất đánh không lại dị thú. Còn có thể sử dụng dị thú mồi nhừ dụ mở đối phương. Nhân cơ hội chạy trốn. Bất quá trình thiểu cửu trước giúp hắn nghe qua. Dị thú mồi nhừ trên thị trường căn bản không ai đồng ý lấy ra bán. Mà chỉ có quan ký hiệu thuốc. Đồng ý bán ra cho hắn. Trước những thứ này đều là trình thiểu cửu hỗ trợ liên hệ. Nhưng hiện tại không thể không ngụy hợp chính mình tự mình điều động. Trạng vạng lúc sắc trời càng thấy ảm đạm quan ký hiệu thuốc không tại thạch kiều đinh mà là hồng thạch đinh ngụy hợp tới đây thì hiệu thuốc đã sắp đóng cửa mấy cái hiệu thuốc tiểu nhị chính đang tại di chuyển ván cửa đem cửa tiệm từng cái niêm phong lại bất quá cửa hàng mặt bên còn lưu lại một cái cửa nhỏ có thể cung cấp người ra vào lúc này cũng còn có người ra ra vào vào tựa hồ còn ở làm cuối cùng một chút kinh doanh ngụy hợp theo từ cửa nhỏ đi vào bên trong một cái trưởng quỹ chính mang mặt nạ hướng về phía hai người nói gì đó nhìn thấy đi tới ngụy hợp hơi sững sờ cấp tốc hướng hắn vừa chắp tay sau đó cái này trưởng quỹ chiêu tới một cái tiểu nhị ở tại bên tai nói mấy câu nói cái kia tiểu nhị nhất thời hướng ngụy hợp đi tới xin hỏi nhưng là ngụy hợp ngụy tiên sinh tiểu nhị một mực cung kính nói chính là ngụy hợp gật đầu tiểu thư biết ngài muốn tới xin mời đi theo ta tiểu nhị cung kính nói ngụy hợp sắc mặt khẽ nhúc nhích trong lòng có một chút suy đoán, hắn theo tiểu nhị từ một bên cầu thang lên lầu 2. Trên lầu là một gian rộng rãi rộng lớn đại bình tầng phòng khách. Ở giữa thả một cái khổng lồ đồng thau lư hương, lư hương bên trong chậm rãi bay ra nhàn nhạt sương khói. Mùi thơm bức người, một tên quần đỏ thiếu nữ chính ngồi xếp bằng ở lư hương trước mặt. Một thân tóc dài xõa vai, môi anh đào như máu. Một đôi mắt hạnh chính bình tĩnh từ lư hương trên truyền qua bên này, nhìn về phía ngụy hợp nhưng là ngụy hợp huynh đệ ngay mặt, thiếu nữ đứng dậy lộ ra sang sảng nụ cười. Chính là tại hạ, xin hỏi cô nương, ngụy hợp chắp tay ôm quyền. Ta tên quan điệp, người có thể nghe trình thiểu cửu đề cập tới ta. Quần đỏ thiếu nữ đứng lên, mới lộ ra ra dịu dàng nắm chặt eo nhỏ. Nàng khắp toàn thân từ trên xuống dưới bắt mắt nhất, chính là eo người, còn lại bộ phận tuy tỷ lệ không sai. Nhưng này eo nhỏ tinh tế vừa vặn, lại dùng buộc eo chăm chú lộ ra nhượng người tầm mắt khó có thể rời hóa ra là quan cô nương trình ca xác thực đề cập tới chỉ là cái này ngụy hợp nói còn chưa dứt lời liền bị đối phương đánh gãy ta biết kỳ thực nhìn thấy ngươi lên lầu trong nháy mắt ta liền biết ngươi không phải kiểu mà ta yêu thích bất quá không liên quan nói thật ta kỳ thực nguyên bản không lọt mắt trình thiểu cửu như vậy làm người nhưng quan điệp vây quanh ngụy hợp quay một vòng cười dài mà nói, nhưng từ khi trước ngươi vung tiền như rác. Cho trình ra giải vây sau, ta liền biết ngươi cho là người phẩm tính. Vì lẽ đó, nàng nói chuyện, tự hồ yêu thích đột nhiên một hơi nói một chuỗi. Sau đó đột nhiên tách ra một thoáng. Vì lẽ đó, ngươi muốn mua mồi nhử, ta cho ngươi, muốn mua vật kịch độc, ta cũng cho ngươi. Ngươi có thể cùng trình thiểu cửu làm bằng hữu, phải là cũng có thể cùng ta quan điệp làm bằng hữu. Làm sao? thiếu nữ tuổi bất quá 17-18 tuổi, lộ ra một cỗ nhí nha nhí nhảnh ý vị. Ta, ngụy hợp bất đắc dĩ mở miệng, nghĩ muốn giải thích cùng trình thiểu cửu huynh đệ quan hệ. Không phải một thoáng liền có thể thành, nhưng ngay lúc đó quan điệp liền lại lần nữa đánh gãy hắn. Ngươi lại có biết một phần dị thú mồi nhử bao nhiêu tiền? Nàng duỗi ra trắng mịn năm ngón tay, 500 lượng vàng, có tiền cũng không thể mua được, quý chứ, quý, đưa ngươi rồi. Quan Điệp cười dài mà nói: Ngươi lại có biết một phần ngươi muốn vật kịch độc lục đều nước bao nhiêu tiền? Không biết, một ngàn lạng vàng một phần, quý chứ, quý. Đưa ngươi rồi. Quan Điệp đưa tay ở Ngụy hợp trên người vỗ một cái. Ngươi xem một chút. Ngươi cho Trình Thiểu cửu vung tiền như giác, ta cũng có thể vung tiền như giác. Ngươi ta không làm được vợ chồng, cũng có thể làm huynh đệ. Làm sao? Ngụy hợp không nói gì, mới vừa muốn nói chuyện liền lập tức lại bị đối phương đánh gãy. Ta biết ngươi đột phá hai lần khí huyết, tiềm lực dùng hết, bất quá luyện không luyện võ cũng không đáng kể. Ta quan gia độc thủy đổi. Ba, năm đem phun ra đồng quét ngang, coi như ba lần khí huyết chúng chiếu, cũng chắc chắn phải chết, không có có thể ngăn. Vì lẽ đó đừng để ý luyện võ cái gì, đó chỉ là một con đường. Ngươi còn có cái gì muốn? Ta có tiền, mượn trước ngươi. Quan Điệp trước nghe được trình ra gặp nạn, huynh đệ vung tiền như giác cứu tràn việc, lúc này nhiệt huyết dâng lên, cảm thấy người sống cả đời, có thể có một cái thời khắc mấu chốt vì chính mình nghiêng tất cả huynh đệ. Quả thực là khen tốt, liền lúc này mới có như bây giờ tình hình này. Nàng đối với Ngụy Hợp Quan cảm rất tốt, nếu không là đối phương thực sự không phù hợp nàng thẩm mỹ, khả năng nàng vẫn đúng là sẽ chân thành tại đối phương. Nàng kinh doanh làm ăn, trong nhà thành lập độc thủy đội, cùng nhau đi tới quét ngang cùng thế hệ liền ngay cả một cái ba lần khí huyết võ giả cũng tổn hại ở độc thủy đội trên tay cũng dẫn đến quan gia uy danh đại thịnh cái kia độc thủy đội bên trong thành viên mỗi người đều là người trung nghĩa cũng bởi vậy nàng quan điệp thưởng thức nhất chính là trung nghĩa người cho nên mới phải đối với ngụy hợp vài phần kính trọng bởi vì đối phương chính là trong mắt của nàng nghĩa sĩ ngụy hợp rời đi quan ký hiệu thuốc thì còn cảm giác có chút mơ mơ màng màng không chân thực trên người hắn treo bao lớn bao nhỏ đồ vật, trong túi tiền vàng còn một điểm vô dụng, lỗ tai một bên tất cả đều là cái kia quan gia đại tiểu thư liếu ra liếu díu các loại khoác lác tiếng. Trên đường đi về nhà, hắn bỗng nhiên đột nhiên hiểu ra, nguyên lai like đây chính là danh tác dụng. Hắn cuối cùng cũng coi như rõ ràng, tại sao mọi người đều sẽ làm như vậy coi trọng cái này danh tiếng. Đặc biệt cái thời đại này, ở tất cả mọi người không có mạng lưới tin tức phán đoán thật giả phán đoán một người phẩm tính niên đại, duy nhất có thể ước định một người phương pháp, chính là tiếng tăm, mà hắn đây là ăn trước ở trình ra vung tiền như giác cứu huynh đệ danh tiếng tiền lãi. Như không có hắn đương thời cứu chàng, thì sẽ không có quan điệp bây giờ đối với hắn vài phần kính trọng. Hắn bỗng nhiên cũng sâu sắc cảm nhận được, danh tiếng đối với một người gặp gỡ ảnh hưởng, đi ở trên đường trở về, ngụy hợp một đường suy tư, chợt nghe phía trước truyền đến một trận tiếng bước chân ầm ập hắn nghỉ chân ngẩng đầu nhìn thấy hồng thạch đinh chu vi người đi bên đường cũng đều dồn dập giảm tốc độ tách ra mặt đường ở giữa hướng hai bên trốn đi ngụy hợp trong lòng hơi động cũng mau mau theo tách ra nhường ra càng rộng mặt đường cái này hồng thạch đinh so với thạch kiều đinh còn muốn nóng náo một ít tốt xấu còn có thể thấy có người sinh hoạt ở lại ngụy hợp tuy rằng không thường thường đến nhưng cũng rõ ràng cảm giác nơi này càng được người yêu mến chỉ là lần này náo động đến là cái nào vừa ra. Hắn còn chưa bao giờ từng gặp phải. Rất nhanh, phía trước mặt đường trên. Không nhanh không chậm đi tới một đội cả người gai nhọn hắc giáp cự hán. Cái này quần cự hán lùn nhất một cái. Cũng có 2 mét 5. Phía trước nhất cái kia. Ít nhất tiếp cận 3 mét. Từng cái từng cái toàn thân tràn đầy bắp thịt. Mặc trên người che chắn khớp nơi. Tất cả đều là kim loại màu đen áo giáp. Bên trên còn có từng cây từng cây nhô ra gai nhọn xa xa nhìn tới, lại như từng con màu đen cự thú, khí thế hung hãn dọa người, cầm đầu người kia, đầy mặt dữ tợn, trong tay nhấc theo một cái nhọn đinh lang nha bổng, cái kia gậy cuối cùng có tới độ lớn bằng vại nước. Nhìn qua ngơ ngác đến cực điểm, là cự sĩ quân, chu vi có người không nhịn được tiếng rung kêu thành tiếng. Ngụy Hợp cũng là lần thứ nhất nhìn thấy loại này khuếch đại trình độ cự nhân. Loại này vóc người, đã xem như là cự nhân chứng chứ. Hắn trong lòng chấn động, so sánh với nhau hắn mới một m chín không tới chiều cao cùng cái này đám người so ra quả thực chính là tiểu hài tử đây là ăn cái gì lớn như vậy ngụy hợp nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chằm chằm cái này đội người nhìn bọn họ từ mặt đường ở giữa xuyên qua rất nhanh liền biến mất không thấy ngụy hợp lúc này mới thu tầm mắt lại cấp tốc tăng nhanh hướng về chính mình chạy đi từ trình thiếu cửu trong thư hắn càng ngày càng cảm nhận được bây giờ thế cuộc căng thẳng phải sớm tính toán, cự sỉ quân, không nghĩ tới U gia liền bọn họ cũng phát động rồi. Hồi sơn quyền trong viện, trịnh phú quý chắp tay sau lưng, đem bàn tính thả lại giá sách, đóng lại trước mặt sổ sách, bây giờ tiền lời mỗi ngày càng rơi xuống, hắn mỗi tính một lần khoản đều là một lần đau lòng. Đơn giản lười quên đi, lão sư, cái này cự sỉ quân từng cái từng cái vóc người cực lớn. Đến cùng là làm sao bồi dưỡng được đến, ngụy hợp đứng ở một bên chờ đợi lão sư trả lời. Hắn hiện tại hồi tưởng lại mới vừa nhìn thấy một màn. Cũng cảm giác có chút chấn động. Trước kiến thức hồng đạo nguyên khí thế. Đương thời còn cảm thấy thất gia mình lấy cái gì đi chống đối hồng gia bảo. Bây giờ nhìn lại, cái này thất gia mình cũng không phải người hiền lành. Cái kia cự sỉ quân vừa nhìn chính là thần lực. Loại kia khổ người, tùy tiện vung múa một thoáng lang nha bổng. Chính là một chàng một trường máu me lò sát sinh. Cự sỉ quân là dùng u ra độc nhất một loại dị thú thịt. Từ nhỏ bồi dưỡng lớn lên binh trùng, bồi dưỡng ra đến binh lính, người cũng nhìn thấy thân thể cường tráng, có mang thần lực, lại phụ tu võ đạo, quả thực là trên chiến trường tàn sát hung thú, không người có thể ngăn. Trịnh Phú quý trầm tiếng giải thích, bất quá cũng không cần lo lắng quá mức, cự sĩ quân tuy mạnh, nhưng cũng đánh không lại ba lần khí huyết cao thủ, một thân hành động chậm chạp, lực lượng tuy lớn cũng bất quá là mục tiêu sống. Hơn nữa bọn họ bởi vì dùng ăn dị thú chất thịt. Trong đó hàm chứa có nhất định độc tố. Vì lẽ đó giống như đều tính tình bạo ngược. Cực kỳ dễ tức giận. Hơi có gây xích mích liền dễ dàng mất đi lý trí. Vì lẽ đó chỉ phải chú ý đừng ở chật hẹp địa phương cùng giao thủ là được. Trịnh Phú Quý bình tĩnh nói. Ngươi liền đem bọn họ cho rằng là u gia thủ hạ một đám hai lần khí huyết là được. Rõ ràng, ngụy hợp gật đầu, tốt. Người đi về trước đi. Trịnh Phú Quý nói. Trình Thiểu Cửu một chuyện. Hắn cũng cho ta để lại tin. Gặp gỡ như vậy. Không thể làm gì. Hắn hồi tưởng lại ngụy hợp vung tiền như rác. Nhất thời nhìn về phía ánh mắt cũng nhu hòa rất nhiều. Vung tiền như rác cái này danh tiếng. Vô hình bên trong cho ngụy hợp một cái ấn tượng lớn thêm điểm chỗ tốt nơi. Mỗi người đều hy vọng người bên cạnh mình. Có thể ở chính mình nguy nan lúc. Chút xuống toàn lực giúp đỡ mỗi người đều hy vọng bên cạnh mình có người như vậy đều hy vọng chính mình có bằng hữu như thế vì lẽ đó liên đới đối với loại này người đều hiểu ý tồn thiện ý đều hy vọng cùng bọn họ rút ngắn quan hệ tuy rằng nhất định sẽ có người đối với chuyện này phản đối nhưng bất kể như thế nào cái này đều là thêm điểm hạng ngụy hợp theo lời về nhà lại lần nữa khôi phục nguyên bản sinh hoạt hàng ngày đồng thời cũng bắt đầu âm thầm chuẩn bị hậu chiếu ứng đối lúc nào cũng có thể biến hóa cục diện trình ra rời đi sau khi tháng ngày như thường từng ngày từng ngày qua chỉ là không còn trình thiểu cửu ngụy hợp cảm giác hồi sơn quyền viện càng càng quạnh quẽ hắn duy nhất được cho bằng hữu chính là trình thiểu cửu bây giờ thiếu một người trong sân vốn là vắng vẻ hiện tại càng là cảm giác trống trãi thời gian trôi qua đảo mắt lại là hai tháng đi qua phá cảnh châu chỉ thiếu một chút liền có thể viên mãn Ngụy Hợp đối với chuyện này tràn ngập chờ mong. Một khi viên mãn, hắn liền có thể đột phá ba lần khí huyết. Tuy rằng chỉ là ngũ lĩnh trưởng như vậy tà đạo công phu đột phá. Khí huyết tất nhiên không sánh bằng hồi sơn quyền chất phác. Nhưng lại kém vậy cũng là ba lần khí huyết. Hắn đến quan điệp tài trở. Không có nhất thời kích động. Trước tiên liền đi săn bắt dị thú. Mà là lẳng lặng ngủ đông. Chờ đợi đột phá sau lại động. Cái này hai tháng bên trong. Trình thiểu cửu rời đi kích thích đến không ít người. Khương Tô rất nhanh tuyên bố, khí huyết viên mãn, bắt đầu xung kích ba lần khí huyết, nhưng đáng tiếc thất bại, khí huyết nghịch truyền, trái lại tổn thương căn cơ. Ngay sau đó là Tiêu Nhiên, cũng thử nghiệm xung kích ba lần khí huyết, nhưng tương tự thất bại. Chương 53. Đêm, thành phi nghiệp bên trong, có thể đột phá ba lần khí huyết, không có chỗ nào mà không phải là thành danh nhiều năm cao thủ. Những cao thủ này, phần lớn tuổi ở khoảng 30-40. Tuổi trẻ cực nhỏ, tầng thứ này đã là ba bang hai phái bên trong cao tầng. Nơi nào là như vậy dễ dàng liền có thể đột phá. Khương Tô cùng Tiêu Nhiên thất bại, không người cười nói bọn họ, ngược lại là đều cảm thấy chuyện đương nhiên, đặc biệt Tiêu Nhiên, mới 17 tuổi mà thôi, còn có đầy đủ thời gian 3 năm, lấy thiên phú của hắn, vô cùng có khả năng đột phá bình cảnh. Bước vào xuống một tầng, đúng là Khương Tô, tổn thương khí huyết căn cơ, lần nữa khôi phục lại cần ít nhất hơn nửa năm, lại đặt đến viên mãn lại phải lớn hơn nửa năm, vừa đến vừa đi chính là hơn một năm không còn, khoảng cách 20 tuổi càng ngày càng gần, tiềm lực sợ là, ngụy hợp gần nhất cũng thường xuyên ở trong sân nhìn thấy Khương Tô. Nàng vẻ mặt càng ngày càng kiên nghị lạnh lùng, liều mạng khổ luyện mai ra, mỗi ngày lượng lớn thuốc đồ bổ hướng về trong miệng nhét. Quả thực là không cần mạng nữa như thế tiêu nhiên thất bại sau, cũng thỉnh thoảng đến quyền viện, hắn thần thái muốn trầm ổn rất nhiều, nhưng thất bại trải qua, cũng làm cho hắn càng thành thục lên, không lại giống như kiểu trước đây tùy tiện tự kiêu, có thể ba lần khí huyết, không phải tốt như vậy đột phá, nội thành bách hoa lâu trên, tiêu nhiên Khương Tô ngồi đối diện nhau, giang nghiêm không tải, trình thiểu cửu cũng không tải, chỉ có hai người, một bên thị nữ cho hai người rót rượu sau, liền tự động lui ra tiêu nhiên nhìn vắng vẻ chút bách hoa lâu lầu hai trong lòng hồi tưởng lại trước đột phá thất bại có cỗ khó tả buồn khổ hắn bưng một chén rượu lên uống một hơi cạn sạch ba lần khí huyết đột phá độ khó so với ta tưởng tượng muốn lớn hơn nhiều rất nhiều ta thời khắc sống còn cẩn thận lĩnh hội cảm giác mình còn kém rất lớn một bước muốn vượt rõ ràng ta đã khí huyết viên mãn nhưng chính là cảm giác còn có rất lớn khoảng cách khương tô ngồi ở đối diện mặt cười hơi trắng rõ ràng là trước sung kích bình cảnh thất bại dẫn đến căn cơ bị hao tổn cùng tiêu nhiên tố chất căn cơ so với nàng rõ ràng cách biệt rất nhiều một lần sung kích không được căn cơ dĩ nhiên bị thương vì lẽ đó so với tiêu nhiên nàng lúc này trong đầu càng thêm buồn khổ tiêu sư đệ không cần để ý ngươi còn trẻ còn từng mấy lần cơ hội nhưng ta cũng chỉ có như thế một lần nàng dừng một chút tiếp tục nói những kia ba lần khí huyết cao thủ không có chỗ nào mà không phải là trong thành thành danh nhiều năm phần lớn đều là đại bang đại phái bên trong đảm nhiệm trọng yếu chức trấn định cục diện không có không phục muốn là chúng ta dễ dàng như vậy liền sung kích đi lên cái kia ba lần khí huyết chẳng phải là quá không đáng tiền nàng tự mình an ủi là cái này lý chỉ là không cam tâm trung quy cho là mình còn có hy vọng không hẳn liền không thể lúc này đột phá tiêu nhiên gật đầu mặt khác người nghĩ nếu là liền ngươi ta đều không thể đột phá cái kia trong viện những người còn lại lại có ai có thể tiến thêm một bước nếu là trình sư huynh vẫn còn hay là còn có điểm hy vọng nhưng những người còn lại là phí thời gian nhiều năm đại sư huynh vẫn là luôn luôn tản mạn giang nghiêm hoặc là liền vỏ đá cũng đột phá gian nan ngụy hợp khương tô trong lời nói tự có một phen ngạo ý nghe nói ngày gần đây lão sư lại thu một người mới đi vào viện tên là trương lộ đột phá vỏ đá chỉ dùng 6 ngày. Tiêu nhiên thấp tiếng thở dài. Khương Tô há miệng, nghĩ muốn khuyên lơn, lại nói cái gì cũng không nói ra được. Nàng bưng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Nhân sinh đã là như thế. Người không hướng về trước, không có nghĩa là người khác sẽ dừng lại chờ ngươi. Dừng lại sẽ lạc hậu, thậm chí đi tới đến chậm, cũng sẽ lạc hậu. Hai người trong lúc nhất thời trong lòng bay lên từng tia tia cảm giác nguy hiểm. Không cách nào đột phá chính là tại chỗ đạp bước, chính là tiêu hao tiềm lực. Thời gian trôi qua, càng là áp sát 20 tuổi, liền càng là tiềm lực giảm nhỏ, mà sau lưng lại có người mới từng bước một nhanh đuổi lên. Đặc biệt tiêu nhiên, hắn là biết, chính mình bây giờ đãi ngộ tất cả, đều là bắt nguồn tại tất cả mọi người coi trọng tiềm lực của hắn. Nếu là hắn tiềm lực không còn là phần độc nhất, mà bị người vượt qua, như vậy, hắn tất cả mọi thứ ở hiện tại, địa vị, đãi ngộ, tài nguyên đều sẽ bị đại đại tiêu giảm hắn không nghĩ như vậy rượu một chén chén uống vào bụng tiêu nhiên uống uống tâm tình phiền muộn xuống bỗng nhiên chén rượu trong tay một rừng hắn nhìn thấy đối diện khương tô kiều diễm như hoa gò má ửng đỏ trước ngực cao cao nhô lên đường cong lộ trong lúc vô tình hắn cuống họng hơi làm nóng trong lòng có chút rung động hai người đều là trong lòng buồn khổ tích tụ đặc biệt khương tô nàng đột phá hy vọng theo căn cơ bị thương càng ngày càng nhỏ lúc này càng là một chén tiếp một chén trong hoảng hốt không biết uống bao nhiêu chỉ biết là đối diện tiêu nhiên không ngừng nhượng người dân rượu chỉ là nàng không phát hiện tiêu nhiên cũng là vừa bắt đầu uống nhiều lắm mặt sau chậm rãi cho mình rót rượu thì cũng là một chén cũng một chút nhỏ hai người không ngừng uống rượu đến tiếp sau chín thành đều là khương tô chính mình uống cạn uống uống khương tô càng ngày càng cảm giác đầu váng mắt hoa ý thức cũng có chút mơ hồ lên. Sư tỷ, ngươi say rồi, ta đưa ngươi trở về đi thôi. Tiêu nhiên đứng lên nói, ta, còn không có say, còn có thể uống. Khương tô quơ quơ đầu, chỉ cảm thấy theo say rượu, trong lòng tích tụ thoải mái rất nhiều. Tiêu nhiên ánh mắt lấp lóe, tốt, vậy thì cuối cùng ngươi một mình ta một chén. Uống xong liền đi, sư tỷ ngươi say rồi, uống quá nhiều trở lại có thể sẽ có ngoài ý muốn. Vẫn là cẩn thận chút cho thỏa đáng. Được, cuối cùng, cuối cùng một chén, Khương Tô mặc dù có chút men say, những người luyện võ, khí huyết dồi dào, cũng chưa hề hoàn toàn say ngất ngây. Cuối cùng một chén, tiêu nhiên phân biệt cho hai người rót rượu, lần này hai người bọn họ đều rót rượu đầy tràn. Chỉ là cho Khương Tô rót rượu thì hắn ống tay áo bên trong lặng yên vô tức rũ ra một chút hơi lục bột phấn. Đó là hắn trước đây ham chơi thì phối tốt cầu hoan tán. Một khi cô gái sau khi nuốt, thì sẽ thần trí hoảng hốt, cả người không còn hơi sức, trong lòng ngọn lửa đốt người, khó có thể tự chế, lặng lẽ đem bột phấn xuống ở Khương Tô rượu bên trong. Tiêu Nhiên nhẹ nhàng lay động, cấp tốc đem bột phấn hòa vào rượu. Đến, được, hai người nhẹ nhàng đụng vào, ngửa đầu cuối cùng uống một hơi cạn sạch, cuối cùng này một chén vào bụng, Khương Tô đứng lên, còn nói mấy câu nói, liền dự định cùng Tiêu Nhiên cùng nhau xuống lầu, chỉ là dược hiệu quá mạnh thêm vào rượu nóng trợ thuốc nàng mới đi hai bước liền cảm giác trên người tỏa nhiệt đến lợi hại nhất thời cảm giác không đúng nàng thường xuyên uống rượu cũng đối với rượu cảm giác say tương đương quen thuộc lần này tuy rằng uống nhiều lắm chút nhưng cũng không nên có bực này cảm giác trên người tỏa nhiệt càng ngày càng không đúng từ tỏa nhiệt biến thành toàn thân nóng bỏng khương tô nhất thời cảm thấy không lành quay đầu lại hướng tiêu nhiên nhìn lại tiêu nhiên chính diện sắc bình tĩnh nhưng khóe miệng hơi mang theo một tia độ cong. Tựa hồ tại cười, hắn đưa tay đang muốn lại đây nâng nàng. Sư tỷ say rồi, vẫn là ta đến dìu ngươi trở về đi thôi. Tiêu nhiên, ngươi, Khương Tô trong lòng đã có dự cảm không hay. Nàng cảm giác cả người càng ngày càng nóng. Hai chân lẫn nhau ma sát, trong lòng mơ hồ có một luồng không tên phun trào. Ngay sau đó nàng biết không tốt, xoay người một cái bước xa. Từ lầu hai cầu thang chạy vội mà xuống, nàng ti say rượu nhưng người luyện võ sức chịu đựng cực mạnh, huống hồ nàng cũng là hai lần khí huyết đột phá người. Lúc này phun trào khí huyết lên, trong thời gian ngắn dĩ nhiên mạnh mẽ ép hạ độc hiệu cùng men say. Hướng ngoài chạy trốn, sư tỷ người chờ ta một chút, tiêu nhiên vừa nhìn không ổn, cấp tốc theo sát mà lên, nếu là đêm nay thành sự cũng còn tốt, sau đó cưỡng bức Khương Tô không nói ra đến liền làm. Nhưng nếu là không thành sự, vẫn đúng là có thể có chút phiền phức khương tô một đường xuống từ lâu ở người qua đường e sợ cho tránh không kịp né tránh xuống cấp tốc hướng về ngoại thành khu chạy đi nàng hiểu rõ tiêu nhiên một khi hắn quyết định xuống tay tuyệt đối sẽ thừa thế sông lên không để lối thoát đem chuyện làm tuyệt nàng mặc dù đối với tiêu nhiên có hảo cảm có thể cũng không nghĩ tới ở tình huống như vậy đem mình giao cho hắn nếu là cái này thời điểm thất thân cái kia nàng cả đời danh tiếng liền đều phá hủy vì lẽ đó nàng hiện tại biện pháp duy nhất chính là đi hồi sơn quyền viện tìm lão sư cứu giúp tiêu nhiên thực lực cao cường đã là nội viện mạnh nhất bây giờ sắc trời đã muộn đơn độc một hai cái sư huynh đệ căn bản không ngăn được hắn chỉ có trịnh sư khương tô một đường phi nước đại chỉ tiếc nàng đánh giá cao chính mình sức chịu đựng mới chạy ra nội thành mới vừa vào thạch kiều đinh nàng liền bắt đầu loạn trò loạn choạng tốc độ giảm nhiều còn chưa tới hồi sơn quyền viện nàng liền hơi nóng dâng lên cả người nóng lên sắp không chịu được nữa rất nhanh mặt sau tiêu nhiên đuổi theo một cái nâng nàng tư thế giữ một khoảng cách không chút nào ý mạo phạm sư tỷ ngươi làm sao đến cùng chuyện gì xảy ra tiêu nhiên quan tâm hỏi một mặt không rõ khương tô thấy thế trong lòng nhất thời sinh nghi lẽ nào không phải là hắn xuống thuốc trong lòng nàng dao động lên chẳng lẽ là mình trách oan hắn, không có sao chứ, sư tỷ, tiêu nhiên chỉ là đỡ lấy nàng cánh tay, một bộ chính nhân quân tử tư thái, trên mặt thân thiết không giống giả bộ, tiêu sư huynh, khương sư tỷ, các ngươi làm sao bây giờ còn ở nơi này, bỗng nhiên cách đó không xa có hồi sơn quyền sư đệ kết bạn đi ngang qua, nhìn thấy hai người chào hỏi, lúc này sắc trời đã tối, nơi này cũng là tiếp cận hồi sơn quyền viện mặt đường. Có đệ tử mới vừa luyện xong quyền mới ra ngoài về nhà uống một chút rượu ta đang muốn đưa khương sư tỷ trở lại tiêu nhiên tùy ý giải thích vài câu những người còn lại cũng không nghi ngờ hắn dù sao khương tô vòng nhỏ luôn luôn tính bài ngoại mấy người bọn họ vẫn rất thân cận mọi người cũng là thường thường nhìn thấy chào hỏi mấy người thấy khương tô không phản bác cũng là tự mình tự phất tay rời đi chỉ là khương tô không phải không phản bác mà là ý thức càng ngày càng mơ hồ cả người càng là tỏa nhiệt nghĩ muốn lôi kéo quần áo lên, nàng tầm mắt đều có chút không thấy rõ, não cũng có chút hỗn độn lên, tiêu nhiên nâng nàng, hướng về Khương gia phương hướng đi tới, dọc theo đường đi gặp phải nhiều lần luyện quyền xong thu công sư huynh đệ, đều rất tự nhiên cùng chào hỏi, hắn cũng định tốt, chờ tách ra đoạn đường này, liền tìm một chỗ đem Khương Tô làm. Đến thời điểm chơi cái sảng khoái, cũng coi như là hoàn toàn phát tiết xuống gần nhất mấy tháng cấm dục phiền muộn tuy rằng hư thân sẽ ảnh hưởng đến tiếp sau khí huyết đột phá. Bất quá ngược lại Khương Tô tổn thương căn cơ, ngày sau tiềm lực càng nhỏ hơn, đột phá hy vọng càng là thật là ít ỏi, lại nhỏ điểm cũng không sao cả, còn không bằng cho hắn vui đùa một chút, nói không chắc để cho hắn phát tiết xong xuôi sau, còn có thể tâm tình khoan khoái dễ chịu một lần đột phá. Đến thời điểm chính mình đột phá sau, lại cho nàng ăn lót dạ thường chính là tiêu nhiên trong lòng bốc lên một cỗ hỏa khí người bên cạnh khương tô trên người nhàn nhạt cô gái hương thơm trong lòng càng ngày càng sao động hắn vì đột phá luyện công đã nửa năm không chạm qua nữ nhân bây giờ trong lòng một khi bỏ lệnh cấm càng là khó có thể tự chế lại đỡ khương tô ứng phó rồi hai cái sư đệ sau tiêu nhiên đi tới một chỗ gần sông mặt đường trên khương tô đã hoàn toàn mất ý thức chỉ biết là hừ hừ lảo đảo theo đi lại tiêu nhiên nhìn một chút một bên bờ sông cỏ khô tùng. Đang muốn động thủ đem người phù đi vào, bỗng nhiên vừa đẩy ra bụi cỏ. Hắn đột nhiên có cảm giác, quay đầu nhìn lại, mặt sau một gian tiểu viện trước cửa, chính thẳng tắp đứng cá nhân, người kia hai mắt sáng ngời, con người phản trên trời ánh trăng, thẳng tắp nhìn nơi này, không nhúc nhích, thình lình chính là ngụy hợp, ngụy sư đệ, tiêu nhiên cười khan một tiếng, tay chậm rãi thả xuống cỏ khô trong đầu nhanh chóng chuyển lấy cớ lời giải thích. Ngụy Hợp nhìn hắn cùng Khương Tô, kỳ thực hắn về trên đường tới liền gặp phải hai người. Cũng nhìn ra Khương Tô có vấn đề, chỉ là đối với hai người hắn đều không hào cảm, liền cũng không có ý định lo chuyện bao đồng. Có thể vấn đề là, cái này tiêu nhiên xa không đi, gần không đi, nhất định phải đến nơi này đến chuẩn bị làm việc. Tiêu sư để, ngươi dự định ở cửa nhà ta bờ sông bụi cỏ, làm cái gì, Ngụy Hợp thật lòng gần từng chữ tiêu nhiên ngụy hợp hai người đối diện không nói gì ta kỳ thực là dự định đến nhỏ dài tiêu nhiên chính mình cũng không nói ra được chạy nhân ra cửa nhà đi tiểu ngay sau đó tiêu nhiên cũng biết chuyện tốt không được đỡ khương tô liền dự định thay cái chỉ là hắn muốn đi ngụy hợp lại thở dài việc này hắn nếu là không ra mặt cũng còn tốt có thể nếu đều ra mặt va Và vào tốt xấu cũng là đồng môn một chàng người khác không nhìn ra chuyện gì hắn đoạt nhiều như vậy giặc cướp thuốc bột trong nhà các loại thuốc bột đều sắp thành đống còn không rõ ràng lắm cái này khương tô chúng thuốc gì hắn mỗi loại thuốc đều nắm cướp núi từng làm thí nghiệm đối với tất cả dược hiệu đều làm tường tận ghi chép cũng chí nhớ chi tiết nhỏ đặc thù chính là vì từng cái hợp với thuốc giải để tránh khỏi ngộ thương sau không thể cấp tốc giải độc vì lẽ đó lúc này một chút liền nhìn ra đây là chúng cầu hoan tán bệnh trạng tiêu sư để người vẫn là lưu lại đi. Muộn như vậy, người đỡ nàng khắp nơi cất bước cũng không an toàn. Gia tỷ ở nhà, đúng là có thể giúp Khương Sư tỷ tỉ tỉnh lại đi rượu. Ngụy hợp trung quy cảm giác mình quá mức thiện tâm, vẫn là lên tiếng giữ lại. Hắn cảm giác mình còn chưa đủ lòng dạ độc ác, tâm vẫn là quá nhuyễn. Lại như trước đi trình ra cũng là như thế. Một hơi liền đậu vàng đều ném ra ngoài. Hại được bản thân mua thức ăn tiền cũng không. Hiện tại cũng là như thế cái này nhất thời kích động, trung quy không được, đến trêu ra bao nhiêu phiền phức, tiêu nhiên nghe vậy sững sờ, bước chân lại đi xuống, ngụy hợp ngươi lời này có ý gì, nóng gió thổi qua, buổi tối bờ sông không ngừng không có lạnh lẽo, trái lại càng là oi bức, hai người cách nhau bất quá 10 mét, nhưng tiêu nhiên lúc này lại mơ hồ cảm giác mình phía sau lưng chảy ra mồ hôi. Có ý gì, nếu ta nói nói cái này tên thuốc bột sao, tiêu sư đệ. Để ngụy hợp sắc mặt bình tĩnh thật muốn trở mặt đối với mọi người cũng không tốt hắn dự định nắm cái này đến uy hiếp tiêu nhiên vừa vặn nghe nói tiêu nhiên trong tay có không ít đại bổ khí huyết thuốc hắn bây giờ không còn trình ra cung cấp thật là có điểm khí huyết tích góp giảm tốc độ hiện đang nhìn cái gì đều có chút thị vị ngụy hợp trong lòng cấp tốc chuyển động ý nghĩ suy tư làm sao lợi dụng lúc này lợi ích sử dụng tốt nhất đáng tiếc hắn quá mức ngây thơ thiện lương trước đây chưa bao giờ trải qua chuyện như thế. Cho tới nghĩ một hồi còn chỉ là hiện ra một điểm đơn giản kế hoạch. Chứng cứ, nhất định phải lấy ra có thể làm cho trịnh sư tin tưởng tiêu nhiên có vấn đề. Đối với đồng môn ra tay bỏ thuốc chứng cứ, ngụy hợp trong lòng suy tư. Như vậy, chứng cứ gì chỉ muốn lấy ra đến, liền có thể chứng minh tiêu nhiên đối với Khương Tô bỏ thuốc. Thời đại này lại không có máy ảnh ghi âm bút, không có cách nào lưu lại vật chứng, mà nhân chứng hắn cũng không biết đi đâu tìm ngụy hợp trong lòng cấp tốc chuyển động ý nghĩ trừ phi nhân chứng vật chứng để trịnh sư tận mắt chứng kiến không phải vậy hắn vẫn đúng là không có cách nào chứng thực việc này có thể nghĩ rõ ràng ta còn làm sao uy hiếp tiêu nhiên bỗng nhiên hắn trong lòng hơi động tiêu sư để quên đi không quấy dày ngươi hứng thú ta mới vừa hiểu lầm ngươi ngươi cùng khương sư tỉ tình đầu ý hợp phát sinh chút gì cũng không thể tránh được xin lỗi xin lỗi Ngụy Hợp ôm quyền chắp tay, xoay người oanh một tiếng đóng cửa, lại hoàn toàn không để ý tới việc này. Tiêu Nhiên một mặt không tên, để tâm đầu cũng là thở phào nhẹ nhõm, nếu như bị Ngụy Hợp chết cắn không tha, hắn vẫn đúng là không có cách nào thoát khỏi thoát thân. Nhưng hiện tại hắn nếu nói rõ mặc kệ, Tiêu Nhiên đỡ Khương Tô, lại hướng xa xa bước nhanh tới, chỉ là đi chưa được mấy bước, hắn lại lần nữa một rừng, chờ chút, Tiêu Nhiên bỗng nhiên trong lòng hoảng hốt hắn thật giống nghe được một chút phá không leo tường tiếng chẳng lẽ hắn trong lòng lớn hoảng bỏ xuống khương tô vung chân liền chạy khương tô ôi một tiếng nghiêng ngã xuống đất trước tiên ngã tại ven đường một mảnh đá vụn trên không lâu lắm ngụy hợp từ đường phố góc bóng đen bên trong đi ra hắn thở dài một tiếng mới vừa mới leo tường chuẩn bị đi tìm trịnh sư tới bắt gian kết quả liền bị tiêu nhiên nghe lên tiếng không hổ là trong viện mạnh nhất thiên tài. Bây giờ mặt đối mặt hắn vẫn đúng là không nhất định là đối phương đối thủ. Phần này khí huyết tăng cường mang đến tính lực cùng cảnh giác. Quả thật sự bất phàm. Nhìn trên đất ngã xuống đất không dậy nổi Khương Tô. Ngụy hợp suy nghĩ một chút. Xoay người lại. Cho tới cái gì ra tỷ hỗ trợ chăm sóc. Cả nghĩ quá rồi. Bất quá là lừa gạt tiêu nhiên loại kia tâm trí không thành thục hài từ lời nói mà thôi. Chẳng lẽ thật là có người tin. Khương Tô nữ tử này tính cách biến ảo không ngừng. Kiêu ngạo, xem thường người, thật muốn giúp nàng, e sợ còn chưa chắc chắn có thể bắt đến chỗ tốt. Hơn nữa, vạn nhất tiêu nhiên hiện tại không phải đi chạy trốn, mà là như thế đi tìm trịnh sư trở về cáo trạng. Trả đũa. Nói hắn ngụy hợp đối với Khương Tô mưu đồ gây rối Bỏ thuốc đem thuốc lật, gia đình hắn một đống lớn thuốc bột, một khi bị cha, đó mới thực sự là cái gì cũng không nói được vì lẽ đó ngụy hợp liền về nhà đáng thương khương tô ở bên ngoài trên đất nằm thi cũng còn tốt chính là ngụy hợp vẫn tính có chút lương tâm tình cờ có hai cây nghĩ muốn nhặt thi lưu manh lại đây cũng bị hắn dùng tảng đá xa xa đuổi đi khương tô nguyên bản bên trong lửa đốt người kết quả bị đập một cái đầu sau thân thể đau đớn ngược lại là làm cho nàng ý thức có chút thanh minh kỳ thực cuối cùng tiêu nhiên cùng ngụy hợp cái kia lời nói nàng cũng nghe được Thân là hai lần khí huyết võ giả, nàng bản thân bài độc năng lực cực mạnh, hoàn toàn không phải như Tiêu Nhiên suy nghĩ hoàn toàn mơ hồ. Nàng còn có ý thức, vẫn chưa hoàn toàn ngơ ngơ ngác ngác. Vừa bắt đầu nàng còn cảm thấy không nhất định là Tiêu sư đệ bỏ thuốc. Nhưng mặt sau nghe xong ngụy hợp cùng Tiêu Nhiên nói chuyện, nàng mới chậm rãi phản ứng lại, lại đúng là Tiêu Nhiên bỏ thuốc. Trong lúc nhất thời nàng trong lòng giận dữ và xấu hổ thất vọng quả thực như liệt hỏa giống như điên cuồng phun trào thiêu đốt có thể bởi vì dược hiệu cảm giác say nàng căn bản không chỗ phát tiết càng làm cho nàng kinh hồn bạt vía chính là một buổi tối bên trong thỉnh thoảng có tiếng bước chân nỗ lực lén lút tiếp cận nàng nhưng đều bị người không tên đánh đi nhất định là tiêu sư đệ đang âm thầm bảo vệ ta hắn hắn ứng nên là hối hận rồi không nghĩ ta bị người bắt nạt đi tới tiêu sư đệ khương tô trong lòng lại là cay đắng lại là ngọt ngào cay đắng chính là tiêu nhiên lại sẽ làm ra chuyện như thế ngọt ngào chính là tiêu nhiên cuối cùng lương tâm phát hiện như trước còn nguyện ý bảo vệ chính mình chỉ là mãi cho đến hừng đông tiêu nhiên đều không lại hiện thân chậm rãi khương tô chậm rãi hoạt động xuống dưới thân thể hai mắt chậm rãi mở tựa hồ có thể thấy cái gì đồ vật nàng một chút chống đỡ lấy thân thể từ một bên trên đất lượm một cái thô côn gỗ cầm đứng lên trái phải nhìn một vòng không thấy tiêu nhiên bóng người trong lòng nhất thời thất vọng mất mát cũng may hiện đang nghỉ ngơi một đêm ngoại trừ hơi nhức đầu ở ngoài còn lại không có gì đáng ngại khương tô trong lòng thở dài một tiếng từng bước một hướng về chính mình trở lại nàng còn đến giải thích tại sao mình một đêm không về thời đại này nữ hài một đêm không về mang đến danh tiếng cũng sẽ không tốt mãi đến tận nàng rời đi ngụy ra trong tiểu viện phía sau cửa ngụy hợp mới hoàn toàn đóng cửa lại xoay người đi tới chính mình buồng trong, hắn còn muốn đem phi long công bí tịch sửa chữa sửa chữa. Để tránh khỏi bị người bắt đến sau vô cớ làm lợi người khác. Cho tới làm sao sửa chữa? Chỉ cần đem bên trong then chốt bộ phận, đổi thành chỉ có chính mình nhìn hiểu văn tự là được. Tỷ Như, ghép vần, tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Thái, còn có hắn trước đây vì ra vẻ ta đây tự học qua tiếng La Tinh. Cứ như vậy, trừ chính hắn ra, không ai có thể nhìn hiểu ngay khi ngụy hợp không ngừng sửa chữa bí tịch thì hồi sơn quyền trong viện khương tô sớm đến sân làm ra một bộ bắt đầu luyện công tư thế nàng dự định lừa gạt trong nhà chính mình vẫn là chờ ở hồi sơn quyền viện cùng sư muội cùng nhau luyện công nghỉ ngơi chuyện đã tìm một cái quen biết thành thật sư muội nói cẩn thận chỉ là lúc này luyện công thì trong đầu của nàng như trước còn đang hồi tưởng tối hôm qua phát sinh tất cả không lâu lắm tiêu nhiên cũng tới còn có ngụy hợp cũng cùng nhau đều đến. Khương Tô một chút quét tới, tiêu nhiên ánh mắt lấp lóe, không tự chủ tách ra nàng. Ngụy hợp cũng là một mặt chất phác, vẻ mặt gì cũng không. Khương Tô trong lòng buồn khổ, rõ ràng chính là tiêu nhiên bỏ thuốc, có thể vừa nghĩ tới cuối cùng hắn trắng đêm bảo vệ. Trong lòng lại một trận ngọt ngào sông lên đầu, lúc này một cái cùng tiêu nhiên có chút quen biết liếm chó sư đệ chạy tới. Hứng thú bừng bừng hỏi, tiêu sư huynh đêm nay trở lại làm sao tối hôm qua ngày một buổi tối nhưng là thắng chúng ta không ít tiền a à, làm sao có thể thắng liền chảy nói đi là đi đây nhất thời vận may nhất thời vận may tiêu nhiên có chút lúng túng cười cười hắn tối hôm qua lo lắng bị lan đến mau mau đi tới nội thành túy tiên cư ở cái kia cùng mấy cái liếm chó sư đệ chơi một đêm sáng sớm mới trở lại lấy chứng minh chính mình vẫn ở bên ngoài cái gì cũng không làm chỗ kia nhưng là ăn uống vui chơi rượu dụng cùng bách hoa lâu không giống nơi này muội giấy nhưng là có thể tùy ý mang về phòng tối hôm qua trên tiêu nhưng vì tả lửa một hơi chơi ba cái chỉ là hắn lần này trả lời nhất thời nguyên vốn còn có chút ngọt ngào khương tô trong lòng mát lạnh tí tiên cư nơi đó khoảng cách nàng tỉnh lại địa phương ít nhất một khắc cước trình nếu như tiêu nhiên vẫn ở bên trong thành cái kia tối hôm qua vẫn bảo vệ nàng người là ai chẳng lẽ là tiêu nhiên nửa đường đã trở lại mấy lần. Nghĩ tới đây, Khương Tô một cái bước xa hướng tiêu nhiên tới gần, tiêu sư đệ, người tối hôm qua vẫn ở tí tiên cư, nàng tiếng nói lạnh lùng nghiêm nghị, mang theo từng tia tia bén nhọn lạnh lẽo, tiêu nhiên vốn là trột giả, nghe nhất thời trong lòng nhảy một cái, đúng đấy, ta cùng còn lại mấy cái sư đệ cùng nhau, chơi một đêm, hắn không tự chủ thành thật trả lời, vậy ta, Khương Tô bi thảm nở nụ cười, người tối hôm qua ngươi không phải uống say trực tiếp về nhà sao tiêu nhiên nháy mắt một cái cấp tốc hoàn hồn khương tô nhìn hắn ánh mắt lấp lóe trả lời không hề sức lực nhất thời trong lòng càng nguội nàng đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía ngụy hợp chính mình tỉnh lại vị trí ngay khi ngụy hợp nhà một bên kỳ thực trong lòng nàng đã có suy đoán chỉ là không nghĩ cũng không muốn hướng về phương diện này suy nghĩ ngụy hợp chỉ là trình thiểu cửu một cái tùy tùng một cái chân đất mà thôi. Nàng liền trình thiểu cửu đều không thế nào không lọt mắt. Huống chi ngụy hợp, có thể trước mắt, khương sư tỷ ngươi nhìn ngụy hợp làm rất, chẳng lẽ tối hôm qua, tiêu nhiên cũng chú ý tới điểm ấy. Phát hiện khương tô nhìn chằm chằm ngụy hợp xem, nhất thời trong lòng một cỗ ghen tuông tuôn ra, chẳng lẽ tối hôm qua thật bị ngụy hợp đắc thủ, hắn tiêu nhiên cũng chưa tới tay hàng, liền bị cái này họ ngụy ăn no căng diều, bất quá, cũng là. Sư tỷ tối hôm qua dáng dấp như vậy, dù là ai nhìn đều sẽ tâm động, tiêu nhiên trong lòng ghen tuông phun trào, trong miệng nói ra lời nhưng có chút không ra dáng. "Ngươi, Khương Tô nghe bực này nói xấu chính mình lời nói." Trong lòng một cỗ oán khí cùng hỏa khí nhất thời tuôn ra. Nàng lại cũng chịu không nổi, đưa tay liền hướng tiêu nhiên trên mặt đánh tới. Oành, không ngờ tiêu nhiên giơ tay chính là một cái tát, mạnh mẽ mở ra cánh tay nàng hắn lúc này càng ngày càng nhận định Khương Tô chính là bị ngụy hợp chơi đùa. Trong lòng đối với nàng dục cầu một thoáng biến thành cam ghét. Đối với nguyên bản hẳn là thứ thuộc về chính mình, bị người khác cướp đi, hắn cũng bản năng sản sinh đối với ngụy hợp cam ghét. Lúc này nhìn thấy Khương Tô lại còn dám động thủ, hắn trở tay chính là một cái tát đánh tới. Đùng, Khương Tô tay bị đánh ra sau, sừng sốt một chút, lúc này né tránh không kịp, bị mạnh mẽ một cái tát đánh ở trên mặt tại chỗ nàng đầu thì có chút say xe tiêu nhiên khí huyết tố chất vốn là mạnh hơn nàng không ít bây giờ hàm chứa phẫn một đòn không chút nào lưu thủ nhất thời đánh cho khương tô lỗ tai con mắt đều có chút bối rối khương sư tỷ đây chính là ngươi động thủ trước tiêu nhiên lạnh lùng ném câu tiếp theo xoay người rời đi khương tô ngốc ngây ra tại chỗ cũng cuối cùng tại ý thức được tiêu nhiên không thể là cái kia tối hôm qua chăm sóc chính mình một đêm người nàng quay đầu lại nhìn ngụy hợp, trong lòng cũng hoàn toàn rõ ràng. Ngày hôm qua người kia, kỳ thực chính là hắn. Trong lòng nàng chờ đợi, ngọt ngào, quẫn bách, các loại tâm tình toàn bộ đều hóa thành phẫn nộ cùng xấu hổ. Lập tức nước mắt cũng lại dừng không được, giạt rào mà ra, xoay người chạy chậm rời đi sân. mươi 55, nửa đường, ngụy hợp mặc danh kỳ diệu nhìn cái này một màn kịch. Hắn tối hôm qua cũng chính là chỉnh lý bí tịch thì tình cờ ra tới xem một chút cái nào nghĩ đến khương tô trong lòng nhiều như vậy hoạt động biến hóa bất quá coi như biết hắn cũng sẽ không quan tâm hắn giúp khương tô chỉ là xuất phát từ đồng môn cơ bản đạo nghĩa còn cái khác hắn vẫn đúng là không nghĩ như thế nào qua nhìn thấy khương tô tiêu nhiên làm lộn tung lên hắn tuy rằng không chút nào để ý hai người này nhưng vẫn là cảm giác có chút cười trên sự đau khổ của người khác bất quá rất nhanh hắn liền tiếp tục đi tới nội viện đi tìm trịnh sư muốn hồng địa ngư Hiện tại không còn ngân vẫn hắc xà thịt, hắn nhưng là hy vọng chút ít đồ này bổ khí máu. Nguyên bản hắn còn muốn chính mình săn bắt dị thú ăn thịt, nhưng bây giờ sắp đột phá, phá cảnh châu chỉ kém điểm điểm liền có thể viên mãn. Hắn ngũ lĩnh trưởng khí huyết đã đầy đủ, bất cứ lúc nào có thể phá tan ba lần khí huyết ngũ lĩnh trưởng, đặt chân cảnh giới thứ tư, đến lúc đó thực lực nhảy vọt sau, lại đi săn bắt, nắm càng to lớn hơn rất nhiều cũng an toàn rất nhiều. Vì lẽ đó hắn vẫn ở nhẫn nại. Ngược lại hắn cùng những sư huynh đệ khác không giống. Người khác có quan hệ kẹt không cách nào đi tới. Hắn chỉ cần phá cảnh châu viên mãn liền có thể đột phá. Chờ lâu chút thời gian cũng không quan trọng. Tiến vào nội viện, trịnh sư đang cùng hai tên thân hình cao lớn cầm y nam tử trầm tiếng trò chuyện. Ba người nói chuyện tiếng không có che giấu. Thỉnh thoảng phát ra hừ lạnh. Chấn động toàn bộ sân cái kia hai nam tử một người cao to uy mãnh, đầy mặt râu quai nón, trên lưng cõng lấy hai cái thước sắt, người còn lại báo mắt dê dâu, trang phục nửa là văn nhân, nửa là võ nhân, có chút giống là tướng quân mặc vào văn sĩ trường bào. Mời trở về đi hai vị, ta hồi sơn quyền trước đã nói, hiện tại vẫn là câu kia, trịnh phú quý như đinh chém sắt nói, trịnh lão cần gì cố chấp như vậy, lớn như vậy thế, thức thời vụ mới có thể dài lâu báo mắt dê dâu người kia nắm bắt tròm dâu ôn hòa nói. Hừ, người chịu ra tâm tư, ta còn không rõ ràng lắm, ít nói nhảm, xin mời, trịnh phú quý lạnh lùng nói. Hai người cũng không tức giận, cái này không phải lần đầu tiên đến hồi sơn quyền khuyên bảo. Chỉ là lần này huyên náo nhất cương mà thôi, hai người hướng về trịnh lão ôm quyền, xoay người rời đi, cũng không thèm nhìn tới những người còn lại một chút. Ngụy hợp đứng ở nội viện trước cửa nhìn theo hai người đi xa trong lòng có chút phát trầm trên người hai người này khí huyết cuồn cuộn từ bên cạnh hắn sượt qua người thì có thể cảm giác được hai người hô hấp lâu dài mạnh mẽ dòng máu khắp người phun trào chất phác cường tráng rõ ràng là hai người lại cho hắn một loại tao ngộ mãnh thú to lớn lúc mới có cảm giác ngụy hợp bây giờ cũng không phải cái gì người mới thợ săn ở trên núi cũng từng đụng phải mấy con mãnh thú to lớn như gấu xám hổ đen cái này thế đạo mãnh thú cũng so với hắn trước đây nhận thức bên trong mãnh thú lớn một vòng lớn hơn ba thước gấu xám không tính đuôi thân dài thì có ba mét cự hổ từng cái từng cái như là ăn kích thích tố giống như lực lượng rất lớn tốc độ cũng rất nhanh ngụy hợp không dám chính diện đi lên đánh chỉ là rất xa nhìn thấy liền sớm tách ra hắn đối với thực lực mình có tự tin nhưng còn không tự tin đến tùy tiện đi lên đối mặt cái này các loại cự thú đặc biệt ở kiến thức một con gấu xám một cái tắt nện nứt một khối hắn bình thường luyện quyền tảng đá lớn sau. Thì càng thêm cẩn thận, hắn toàn lực thử nghiệm, một quyền cũng chỉ đánh ra một cái quyền ấn, không thể đem một khối đồng dạng to nhỏ tảng đá lớn nện nứt. Mà dùng độc tuy rằng có thể giết, nhưng liền không thể ăn thịt, vì lẽ đó còn không bằng trước tiên tách ra, chờ ngày sau đột phá sau, chắc chắn trở lại săn giết, liền làm dự trữ lương thực, chờ hai người rời đi sau khi ngụy hợp mới chậm rãi đi vào nội viện trịnh sư hắn nhẹ giọng nói trịnh phú quý trong lòng tích tụ nhưng nghe đến tiếng nói vẫn là không muốn đem tâm tình truyền cho nội viện đệ tử hắn điều chỉnh xuống tâm thái quay đầu đối với ngụy hợp đẩy ra cái nụ cười làm sao tiểu hợp nhưng là luyện công trên có cái gì không đúng không có gì chỉ là trịnh sư ta nên lãnh tháng này hồng địa ngư ngụy hợp bất đắc dĩ nói hắn cũng không nghĩ như thế từng tháng muốn thịt có thể không có cách nào ai kêu hắn không có cách nào săn giết dị thú hơn nữa ở từng trải qua trên núi mãnh thú sau hắn bây giờ đối với mình liệu có thể săn giết không độc dị thú cũng nắm thái độ hoài nghi vì lẽ đó vẫn là thành thật đột phá sau lại động khá là tốt đi tìm hồng thẩm lĩnh đi trịnh phú quý nhìn ngụy hợp há mồm cũng muốn hỏi hắn bây giờ tiến độ làm sao chỉ là liên tưởng tới lần trước xem qua tình hình hắn bỗng nhiên không còn hỏi dò động lực nếu là đem tất cả hồng địa ngư, đều cho tiêu nhiên dùng, hắn có thể hay không tiến thêm một bước, chính hắn, còn có ngụy hợp, toàn bộ gộp lại, đều cho tiêu nhiên, có lẽ, bỗng nhiên cái ý niệm này từ trịnh phú quý trong lòng hiện lên đến. Nhưng trần trừ một lúc, hắn vẫn là bỏ đi ý nghĩ này, tiêu nhiên trực thuộc nhiều như vậy địa phương, căn bản không để ý như thế điểm hồng địa ngư, còn đối với ngụy hợp tới nói. Không còn trình ra dị thú thịt cung cấp khí huyết trên cũng không thể ít đi phần này. Trịnh Phú Quý không còn hơi sức phất tay một cái, để ngụy hợp rời đi, hắn bây giờ có hy vọng đều đặt ở tiêu nhiên trên người. Nếu là tiêu nhiên thành công đột phá, như vậy hồi sơn quyền một môn trung quy có người nối nghiệp. Mặt khác, có cái ba lần khí huyết ra sắt cao thủ tọa chấn hồi sơn quyền viện. Hắn cũng tốt phân thân đi làm những chuyện khác, không cần mỗi ngày đều bị vững vàng cố định chết ở một vị trí. Không thể động đậy triệu gia hai người phân biệt đến từ nhị phòng cùng tam phòng. Đều là triệu gia ba lần khí huyết cao thủ, am hiểu thuật hợp kích, thực lực ở toàn bộ thất gia minh cũng là có tiếng hung hãn. Hai người liên thủ, đối đầu hắn cái này nửa thân thể vào đất luyện kình võ sư. Thắng bại vẫn đúng là không nhất định dễ bàn, ngụy hợp ra nội viện, nhấc theo một túi đồ vật, trước về chính mình, sau đó lại đi tới nội thành. Hắn bây giờ phá cảnh châu chỉ thiếu một chút liền có thể viên mãn vì mau chóng viên mãn hắn quyết định dùng tiền mua hoa chi lộc thịt trở về cùng nhau dùng đột phá trên người tích góp hồi lâu thật vất vả mới tích góp đến một điểm tiền vừa vặn có thể đem một tháng số lượng đều mua lại mang về nhà từ từ ăn tranh thủ một lần đột phá dọc theo càng ngày càng vắng vẻ quảng trường tiến lên từ xuyên qua toàn thành thân cây đường xe chạy đi đến rất nhanh ngụy hợp tiến vào nội thành nguyên bản phồn hoa nội thành bây giờ cũng tựa hồ chịu đến một chút ảnh hưởng nội thành tất cả nghe nói đều là tự cấp tự túc thành phi nghiệp tự có hai nơi cửa thành chuyên môn cung cấp cho nội thành sử dụng lấy bảo đảm sung túc hậu cần phục vụ nói là nội thành kỳ thực cái này nội thành diện tích bây giờ không ngừng mở rộng dĩ nhiên có toàn bộ thành phi nghiệp một nửa to nhỏ ngoại thành khu càng ngày càng hoang vu lượng lớn nhân khẩu dần dần bị trở thành làm vì nội thành phục vụ nhân viên phục vụ mà không có cách nào tìm tới đường sống có đi xa có gia nhập bên ngoài tiểu bảo cùng các loại thế lực còn lại dựa vào bán lẻ miễn cưỡng sống qua ngày đến lúc này thuần túy thành dân cũng càng ngày càng ít ngụy hợp thuận lợi rất nhanh từ túy hoa lâu bên trong mua được một tháng số lượng hoa chi lộc thịt phần này thịt hầu như tiêu hết trên người hắn tích chữ gần nhất thu hoạch không được ngoài thành đám cướp núi cũng tựa hồ ít đi tiền lời liên đới ngụy hợp cũng chỉ có như thế điểm nhấc theo hàng thủ công đan bằng che túi chứa thịt, ngụy hợp một đường hướng về ngoại thành Thạch Kiều Đinh rời đi. Tất cả chuẩn bị sẵn sàng, hắn phá cảnh châu chỉ thiếu một chút điểm liền có thể viên mãn. Dựa theo chính hắn dự tính, chỉ nửa tháng, liền có thể đạt đến, những thứ này hoa chi lộc thịt, thêm vào mới vừa lĩnh đến hồng địa ngư thịt, ăn hết tất cả, phòng chừng cũng có thể không sai biệt lắm đầy, hoa chi lộc thịt hiệu quả ít nhất có thể làm cho hắn rút ngắn nửa tháng khí huyết tích góp thời gian có thể thấy được con này dị thú thịt cường hãn hiệu quả ngụy hợp có lúc cũng sẽ nghĩ nếu là mình chuyển sinh thành thế giới này đại gia con cháu đó mới là khoan khoái dễ chịu dị thú thịt nghĩ ăn thì ăn nơi nào sẽ như hiện tại như vậy mỗi một bữa cũng phải dựa vào chính mình tranh thủ nhấc theo đồ vật ngụy hợp cấp tốc hướng về chính mình chạy đi chỉ là mới ra nội thành không vài bước phía trước phía bên phải trong đường hẻm, một thoáng đi ra một người, ngăn cản hắn đi đường. Đã lâu không gặp, ngụy sư huynh, người đây là mới từ nội thành đi ra, đi chỗ nào, người đến rõ ràng là trước mới từng gặp mặt tiêu nhiên. Hắn sắc mặt tựa như cười mà không phải cười, trong mắt mang theo một tia không cam lòng cùng cam tức. Nhìn chằm chằm ngụy hợp không nhúc nhích, vừa vặn che ở hắn dự định đi qua mặt đường trên. Tiêu sư để, người ngăn cản ta làm gì? Có chuyện gì sao?" Ngụy Hợp bình tĩnh nói. Ngoài miệng tuy rằng nói như vậy, nhưng hắn kỳ thực đã đoán được, tiêu nhiên tại sao đi ra cản hắn. Đơn giản là tối hôm qua chuyện tốt chưa thành, hiện tại không cam tâm, nghĩ đến giáo huấn hắn một trận, chỉ bất quá, Ngụy Hợp nhẹ nhàng đem túi thả xuống. Chính phải tiếp tục mở miệng, bỗng nhiên người trước mặt ảnh dung một cái, tiêu nhiên tung người một cái, một cái chính sơn lộ, đấm thẳng đánh về phía hắn lồng ngực chính sơn lộ là hồi sơn quyền bên trong tốc độ xuất thủ nhanh nhất một chiêu lấy xuất kỳ bất ý không có dấu hiệu nào bạo phát tốc độ cực nhanh sưng lúc này do tiêu nhiên ra tay trước nhất thời quyền ảnh hóa thành một điều sám tuyến lóe lên sau khi liền xuất hiện ở ngụy hợp trước người oành ngụy hợp khuỷu tay lên giá mạnh mẽ đem cú đấm này đụng phải trên nghiêng thất bại hắn lúc này cũng triển khai hồi sơn quyền chính diện cùng giao thủ hai người đang ở trên đường cái không hề che giấu chút nào trong thời gian ngắn hai đôi nắm đấm dồn dập hiện lên màu cho dĩ nhiên đều là toàn lực ứng phó lên không lâu lắm tiêu nhiên cười lạnh một tiếng một chiêu câu quyền đánh ra lại nửa đường liền biến ba lần lấy một cái quái dị khó lường góc độ xuyên thấu ngụy hợp phòng thủ từ bên mặt lau qua thiếu một chút liền đem ngụy hợp một quyền đánh trúng khuôn mặt ngụy hợp hô hấp dồn dập mượn lực liền lùi mấy bước mới vừa giao thủ, hắn ăn cái thiệt nhỏ, không chỉ là trên mặt bị lau đến, mà là hai tay sưng đau đớn, rõ ràng là khí huyết chính diện va chạm, không địch lại tiêu nhiên quá nhiều, đối phương khí huyết tăng cường thân thể, cường hóa đi xuống, so với cơ thể hắn cường độ nắm đấm cường độ, đều muốn cường một đoạn dài, không hổ là sưng tên đứng đầu thiên tài, thân thể này tố chất thiên phú dị bẩm, còn thật sự không là bình thường người có thể chịu đến xuống chính diện giao thủ hắn xác thực đánh không lại tiêu nhiên tranh lệch không nhỏ ngụy hợp trong lòng tính toán không phải không thừa nhận thực lực của đối phương thiên phú tiêu sư để đủ rồi sao hắn bình tĩnh nói không đủ tiêu nhiên trong lòng vừa nhìn thấy ngụy hợp tấm kia bình tĩnh mặt liền trong lòng thô bạo liên tưởng đến khương tô cũng đã là đến bên mép quả đào vẫn bị chuồn mất hơn nữa còn bị người trước mắt này ăn không hắn trong lòng nhất thời như cùng ăn con ruồi như thế buồn nôn ngay sau đó trong lòng tức giận nhìn thấy ngụy hợp bên người trên đất bầy đặt thịt túi hắn lúc này một cái bước xa sông tới hai tiếng vang trầm sau ngụy hợp bị hắn bước lùi lại mấy bước mới vừa đứng vững liền nhìn thấy thịt túi bị một cái đá lên tiêu nhiên cười lạnh một tiếng một quyển đánh trúng túi ở giữa oành hàng thủ công đan bằng tre nổ tung bên trong thịt cũng bị lực lượng khổng lồ mạnh mẽ đánh trúng. Một thoáng xé nát thành mấy khối, bay vụt hướng mấy cái phương hướng, ngụy hợp ngăn cản không kịp, ở trong thành đối với sư huynh đệ, hắn cũng không dám dễ dàng động ám chiêu, lúc này còn ở do dự thời khắc, đột nhiên bị tiêu nhiên một quyền đánh trúng thịt túi, hắn trong lòng quính lên, liền muốn tiến lên cướp, đáng tiếc vẫn là chậm một bước, thịt miếng bay ra, xa xa bị lực lượng khổng lồ đánh bay rất nhanh lướt qua mái hiên giải rác đến ít nhất mấy chục mét ở ngoài còn lại đường phố ngụy hợp đứng tại chỗ không động đậy nữa bay ra xa như vậy coi như hắn đúng lúc chạy tới cũng không kịp mặt đường trên không thiếu đói bụng điên rồi bần dân tản ra thịt quyết định là sẽ không lại có thêm hơn nữa coi như vẫn còn tiêu nhiên cũng sẽ không dễ dàng thả hắn rời đi làm sao đau lòng tiêu nhiên mỉm cười bỏ rơi trên tay thịt nát người không phải vung tiền như rác à, không phải có tiền sao? Nắm chút lai lịch không rõ tiền đi giúp trình thiểu cửu. Kiếm lời tốt danh tiếng. Người rất đắc ý, hắn từng bước một đến gần. Người nên vui mừng ngươi hiện tại còn ở đinh bên trong. Chu vi có người nhìn. Bằng không đổi thành ngoài thành. Ta ba chiêu liền có thể phế bỏ ngươi. Tiêu nhiên bước khoảng cách gần. Khuôn mặt lạnh như băng nói. Ngụy hợp không nói một lời. lau má trái. Phóng tới trước mắt vừa nhìn trên ngón tay có một đạo vết máu đã lâu không bị tổn thương a à, ngụy hợp trong lòng hơi xúc động hắn thậm chí có chút ngẩn ra nhớ đến lần trước bị thương vẫn là cực kỳ lâu trước đây nheo lại mắt ngụy hợp trên người mơ hồ trở nên cùng trước có chút không giống cái này tiêu nhiên thực lực xác thực rất mạnh thiên phú hơn người ngộ tính cũng cường chính diện đối địch hắn không phải là đối thủ nhưng nếu là ngoài thành quên đi không ngoài thành hắn quyết định hiện tại liền giết chết hắn. Mới vừa giao thủ, hắn đã phán đoán ra tiêu nhiên đường lối. Chính diện giao thủ rất mạnh, nhưng thắng bại tốt phân. Sinh tử khó đoạn, như tiêu nhiên trình độ như thế này ra hòa. Hắn lại không phải chưa từng giết. Hơn nữa còn giết không ngừng một cái. Võ công chỉ là sinh tử thủ đoạn một trong. Không phải toàn bộ, ngày hôm nay hắn sẽ dạy tiểu tử này cái này chi lý. Ngụy hợp trong mắt âm lãnh chợt lóe lên. Đang muốn động thủ chờ đã tiêu nhiên người nghĩ đối với ngụy hợp làm cái gì bỗng nhiên một bóng người vung tay lên lao ra che ở giữa hai người giang hai tay ngăn cản tiêu nhiên lại là khương tô khương tô xuất hiện một thoáng đánh gãy tiêu nhiên còn chuẩn bị tiếp tục thắng lợi tuyên ngôn hắn phi một tiếng nước bọt trên đất hướng về phía khương tô cười gần hai tiếng làm sao bị làm qua một lần liền lên tâm hắn quan tâm như vậy đồng môn tương tàn là trịnh sư nghiêm lệnh cấm chỉ Tiêu nhiên, người phải biết quy củ. Khương Tô trong mắt tức giận lóe lên. Cưỡng chế trong lòng lửa giận nói. Còn có, người miệng đặt sạch sẽ điểm. Ta cùng ngụy hợp cái gì đều không có. Nàng kỳ thực biết mình giải thích thế nào đều giải thích không rõ. Việc này chỉ có ngày sau tìm người nghiệm thân sau. Mới có thể chứng minh chính mình thuần khiết. Nhưng hiện tại, nếu biết là ngụy hợp giúp mình. Nàng cũng tuyệt đối sẽ không để cho liền như thế bị tiêu nhiên phế bỏ nàng từ tiêu nhiên trong mắt nhìn ra cái tên này quyết tâm hắn là chân tâm nghĩ muốn phế bỏ ngụy hợp trong lúc nhất thời ba người đều trầm mặc tiêu nhiên không hề có một tiếng động nhìn chằm chằm ngụy hợp lại nhìn chằm chằm khương tô không ngừng qua lại xem trên mặt lộ ra cười gằn tốt tiêu nhiên mỉm cười ngày hôm nay chỉ là cái giáo huấn nho nhỏ chờ sau này hắn không lại nói thêm chỉ là liếc nhìn một bên khương tô cười lạnh một tiếng xoay người rời đi ngụy hợp trầm mặc chốc lát nhìn theo tiêu nhiên dần dần rời đi biến mất ở mặt đường phần cuối một lúc lâu hắn thở dài một tiếng nếu không là khương tô ở đây hắn hiện tại e sợ đã bắt đầu mò thi hắn cất giấu cái kia một bộ dùng đến lấy tiêu nhiên mới vừa loại kia không hề phòng bị thái điểu đang đứng tư thế nhất định một chiêu liền cũng đáng tiếc bị khương tô đánh gãy hiện tại ngụy hợp nhìn trên đất nổ tung hàng thủ công đan bằng che túi còn có đã biến mất không thấy thịt nát chu vi mặt đường cũng không phải không ai như thịt như vậy thứ tốt hiện tại liền thịt nát đều không còn một cái quần áo đơn sơ thiếu niên gầy yếu chính lén lén lút lút áng chừng nhặt lên đến cuối cùng một điểm thịt nát chạy chậm tiến vào ngõ đảo mắt liền không gặp cũng không chê thịt nát rơi trên mặt đất dơ bẩn ngụy hợp không có đuổi trong thành này còn có ôn dịch bệnh coi như đuổi tới hắn cầm về cũng không còn dám ăn hắn nhìn khương tô một chút muốn đánh nàng nhưng đối phương lại là có ý tốt ngươi thịt ta bồi ngươi ta tháng này số lượng còn không động tới khương tô bỗng nhiên nói nàng một chút liền nhìn ra ngụy hợp tình huống ngươi chờ nàng xoay người liền chạy thẳng đến nội thành nàng nếu nói chờ ngụy hợp cũng là chờ hắn ngược lại muốn xem xem nữ nhân này dự định làm cái gì chẳng được bao lâu khương tô mang theo hai cái túi lớn thở hồng hộc chạy tới nàng tự hồ là sợ ngụy hợp chạy, vì lẽ đó hết tốc lực chạy đi lại chạy về đến. Cho, ta cùng tí hoa lâu ông chủ nữ nhi là bạn thân. Cho ngươi nhiều mua một phần, Khương Tô đem hai cái túi đưa cho ngụy hợp, cứng nhét vào trong tay hắn. Bất kể như thế nào, chính ngươi cẩn thận nhiều hơn, tiêu nhiên sẽ không giảng hòa, bất quá ta cũng sẽ không bỏ qua hắn. Khương Tô vừa nghĩ tới tiêu nhiên trước biểu hiện, lúc này trong lòng do thích truyền hận, trong mắt lóe ra từng tia từng tia hận ý còn có ngươi cứu ta một lần ta sẽ trả ngươi nói xong câu này nàng không chờ ngụy hợp đáp lời xoay người rời đi lòng người dễ thay đổi tình người ấm lạnh nàng bỗng nhiên có chút rõ ràng tại sao lúc trước trình thiểu cửu đồng ý chủ động cùng ngụy hợp kết giao như tiêu nhiên như vậy người chỉ có thể bỏ đá xuống giếng coi như kết giao lại nhiều hơn thì có ích lợi gì coi như hắn thực lực tiềm lực địa vị lại tốt còn ngược lại sẽ đối với mình sản sinh nguy hiếp, mà chỉ có như ngụy hợp như vậy chân thành thiện tâm người, mới có thể yên tâm đem phía sau lưng giao cho hắn. Phát đạt lúc không lo lắng hắn nịnh nọt, nguy cơ lúc không lo lắng hắn thừa dịp cháy nhà hôi của. Như vậy mới có thể xem như là bạn. Khương Tô trong lòng lập tức tỉnh ngộ, nàng chạy ra một đoạn, bỗng nhiên quay đầu lại, nhìn Ngụy Hợp xoay người rời đi bóng lưng, này lúc mới có cảm giác rồi lại hoàn toàn là khác một phen tâm tình. Ngụy Hợp nhấc theo hai túi lớn hoa chi lộc thịt, lúc này chỉ có một cái tâm tình, cái gì quỷ hạn lượng cung cấp, chó má, hắn mới vừa mở túi ra xem qua, bên trong hai túi lớn thịt hương, mỗi một túi đều so với trước hắn mua nhiều cùng mới mẻ. Cái này hai túi thậm chí đều sắp có ba phân phân lượng. Thời đại này, xem ra mặc kệ là cái nào một nhóm đều muốn xem quan hệ. Ngụy Hợp không nghĩ tới Khương Tô như thế hào phóng, nguyên bản hắn dự định quay đầu lại liền nàng cùng nhau cướp bởi vì mới vừa Khương Tô đột nhiên xuất hiện đến ngăn cản. Để cho hắn bỏ mất giết chết tiêu nhiên cơ hội tốt. Bất quá hiện tại mà, tha cho nàng một lần tốt, liền đánh tiêu nhiên, ngụy hợp bây giờ giết càng nhiều người, tầm mắt cũng càng nhiều, chỉ là đơn giản giao thủ, liền có thể nhìn ra một người phòng bị tâm làm sao. Ở giã ngoại giao thủ, coi như là hai lần khí huyết cao thủ, giao thủ đồng thời nếu là đối với rất nhiều thứ không có phòng bị cũng sẽ một đòn ngã xuống đất, hai lần khí huyết chỗ lợi hại là tố chất thân thể so với bình thường người mạnh rất nhiều. Phản ứng nhanh rất nhiều, nhưng còn không có cách nào mạnh mẽ chống đỡ độc thủy độc phấn độc tiêu. Chỉ cần còn không miễn dịch những thứ đồ này, không thêm phòng bị đó chính là chết. Người hai lần khí huyết phản ứng nhanh, hắn ngụy hợp như thế cũng là hai lần khí huyết, ra tay như thế nhanh, nếu như là người bình thường dùng ám chiêu ám hại, khả năng hết cách rồi nhưng cùng cấp bậc xuống. Ngụy hợp thầm nghĩ nghĩ, vẫn là đi về trước ăn thịt quan trọng. Tiêu nhiên việc xem như là nhớ rồi. Quay đầu lại đột phá cái thứ nhất liền đi kiếm hắn. Mang theo hai túi lớn hoa chi lộc thịt, hắn một đường hào không ngừng lại. Trở lại ngụy ra tiểu viện, sân trên cửa chính treo hai cái câu đối. Vạn phúc khải xuân hoa, tuấn mã múa gió đông. Câu đối chữ viết ngay ngắn mạnh mẽ, chính là góc nơi có chút tổn hại không trọn vẹn toàn bộ câu đối toàn thân màu đỏ, dùng chính là giấy đỏ, có chút hiện ra cũ, không biết là ngụy oánh từ nơi nào tìm tới, ngụy hợp nhấc theo thịt, tiến lên gõ gõ cửa, ai, là ta, Tì. cửa gỗ then cửa bị dơ lên, cửa lớn mở ra, ngụy hợp đi vào, nhìn thấy ngụy oánh chính đang tại giặt quần áo, hai cái thùng đựng nước bên trong, một cái là của hắn, một cái là ngụy oánh chính mình, tỷ, ta có chút việc. Người mấy ngày nay đều đừng quản ta đồ ăn giúp ta thả cửa là tốt rồi. Mấy ngày nay ta đều sẽ ở nhà. Ngụy Hợp nói một câu. Được rồi, biết rồi. Ngụy Oánh liền vội vàng gật đầu. Đúng rồi tỷ, ngươi cửa cái kia đôi câu đối từ đâu tới? Há, đó là ta ngày hôm nay đi thị trường thời điểm. Đụng tới một cái dạy học tiên sinh viết. Chính là trước đây giảng kinh đường tiên sinh. Khi đó ngươi còn thường thường đi lén lút nghe giảng bài. Nhớ tới sao? ngụy oánh mỉm cười nói n ngụy hợp tự nhiên nhớ tới là vị tiên sinh kia viên chu trì tiên sinh nhà hắn bên trong gặp tạc nhân tích góp tích chữ đều cho nắm hết hiện tại hết cách rồi đi ra liền cấp người viết viết câu đối thư xem như là tích góp điểm đồ ăn ngụy oánh nói đến cũng là hơi xúc động viên chu trì ngụy hợp nhớ tới hắn còn nghe qua vị lão đầu này giảng bài người này giảng bài thú vị không theo khuôn phép cũ học vấn rất sâu không nghĩ tới hắn mỗi ngày đều đi chợ sao hắn hỏi là đây ta hỏi qua mỗi ngày đều ở ngụy oánh gật đầu đúng rồi tiểu hợp ngày hôm nay ngươi trực thuộc một cái tiểu bang người đến nói sau đó không cần trực thuộc toàn bang giải tán biết rồi ngụy hợp gật đầu nhấc theo hai túi thịt đi tới nhà bếp hắn định dùng phương pháp đơn giản nhất hấp bảo đảm dinh dưỡng làm hết sức thiếu trôi đi thanh tẩy bôi muối cắt miếng một bàn bàn thịt không ngừng bị cắt dày khối hấp sau đó coi chín sau lấy ra làm lạnh lại tiếp tục xuống một bàn nửa đường ngụy hợp liền bắt đầu chám nước tương bắt đầu ăn vừa ăn vừa uống nước lượng lớn albumin cùng mỡ thu hút cần lượng lớn lượng nước tham dự tiêu hóa vì lẽ đó ăn thịt càng nhiều càng cần uống nước ngụy hợp ăn sau một lúc cảm giác trong bụng phồng lên cũng không rời đi tiếp tục động tác trên tay đem tất cả thịt đều nhất nhất trưng tốt lấy ra làm lạnh cái này khí trời nóng bức không cấp tốc xử lý mới mẻ thịt chẳng mấy chốc sẽ biến chất gia đình hắn có thể không giống đại hộ có cái giếng sâu có thể thả nước giếng bên trong ướp lạnh hơn nữa hiện tại coi như là đại hộ cái giếng sâu bên trong có còn hay không nước cũng là ẩn số muốn ta hỗ trợ sao ngụy oánh rửa tay một cái đi vào nhà bếp hỏi được rồi phiền phức tỷ ngụy hợp gật đầu đem việc giao cho nhị tỷ xử lý hắn đi tới một bên bắt đầu gặm củ cải chỉ ăn thịt không ăn rau dứa nhất định tiêu hóa kém ngày hôm nay ta đi múc nước thời điểm nghe qua một bên múc nước người đang nói sông phi nghiệp hạ du lại có xác chết trôi xuất hiện còn không hết một bộ ngụy oánh liền trưng thịt một bên nhỏ giọng nói ở nhà nàng cũng không có gì người nói chuyện vì lẽ đó bình thường đều là ngụy hợp trở về sau cùng hắn nói chuyện phiếm cũng không biết là người nào thất đức như vậy, thi thể đều tới trong sông ném, cái kia nước có thể là chúng ta chúng ta bình thường lấy dùng nước. Nghĩ đến cái này cái, ta hiện tại cũng không dám uống nước, luôn cảm giác thật là ghê tởm. Ngụy Oánh Sinh ở như vậy loạn thế, cũng không phải chưa từng thấy thi thể, có thể thấy được qua cùng uống ngâm thi thể nước, đó là hai chuyện khác nhau. Ngụy Hợp nghĩ đến bị hắn ném vào trong sông cái kia mấy cái hương thủ giáo tín đồ, nhất thời không có gì để nói thế đạo như vậy hắn suy nghĩ một chút vẫn là hồi đáp trở về một câu hừm đúng rồi trước cho ngươi may quần áo tốt ngươi gần nhất thân dài thân dài đến thật nhanh giày cũng cần một lần nữa làm còn có cái tắt quần cái gì ngụy oánh vừa trưng thịt vừa nói một ít chuyện nhà ngụy hợp liền ở một bên ngồi ở cạnh cửa ghế gỗ nhỏ trên vừa vò cái bụng tăng nhanh bộ phận dạ dày tiêu hóa vừa cầm củ cải gặm Ngoài cửa tia sáng đánh vào giữa hai người trên đất, chiếu rọi đến trong phòng bếp sáng trưng, có chút an bình, cũng có chút âm áp. Chương 57, Thế Đạo, Giang ra, một chỗ rộng lớn trong phòng sân luyện võ bên trong, màu đen cứng bùn đất mặt bên trong góc, cắm vào một nén nhang, đang có hơi khói lượn lờ lay động, theo cánh cửa chậm rãi bay ra. Giang Nghiêm một thân trang phục, chính một mực cung kính đứng ở một cao to lông mi dài nam tử trước người. Lắng nghe lời dạy dỗ, Người hồi sơn quyền vẫn không được. Hỏa hầu cùng uy lực. Phản ứng cùng ứng đối. Đều không đủ. Đáng tiếc. Nếu không là ngươi luyện không được võ học gia truyền. Lại sao đi ngoại thành. Luyện như thế một môn không trên không dưới quyền pháp. Lông mi dài nam tử tóc hơi trắng. Vóc người so với giang nghiêm còn phải cao hơn một đoạn. Thân thể cường tráng. Tựa như một mặt tường cao. Nhượng người nhìn mà phát khiếp. Hắn chính là Giang Nghiêm Cha, Giang Đông Quy cũng là giang gia chỉ có ba vị ba lần khí huyết cao thủ một trong cũng chính bởi vì hắn giáo dục giang nghiêm mới có thể so với tiêu nhiên cùng khương tô đều muốn rõ ràng ba lần khí huyết nghĩ muốn đột phá độ khó là cái gì loại lớn cha bằng vào ta tố chất lẽ nào liền hoàn toàn không có khả năng đột phá sao giang nghiêm có chút không cam lòng nói dị thú thịt mỗi ngày bữa bữa ăn khí huyết tích góp cực nhanh lại có người chỉ rõ tất cả ba lần khí huyết đột phá yếu điểm nhưng chính là kẹt ở cửa ải nơi không thể động đậy chính ngươi có được hay không đừng hỏi ta hỏi chính ngươi giang đông quy nhàn nhạt nói giang nghiêm kẹt ở ba lần khí huyết ngưỡng cửa cũng đã không ít thời gian có thể mỗi lần thử nghiệm đột phá cũng lấy thất bại chấm dứt cũng chính là hắn giang ra gia ra gia đại nghiệp đại tài nguyên phong phú nếu là đổi thành cái khác như giang nghiêm loại tư chất này, e sợ hiện tại liền hai lần khí huyết đều không nhất định có thể tích góp đầy tràn. Ta lập tức liền mãn hai mươi. Sợ là không được, giang nghiêm thở dài một tiếng. Bất quá võ công cũng không phải là hắn có thể đi con đường duy nhất. Hắn luyện võ, vốn là còn muốn cuối cùng dễ dụa một thoáng. Tìm kiếm một tia hy vọng. Đáng tiếc, bây giờ nhìn lại, hắn xác thực không có gì tố chất. Ba lần khí huyết khó khăn bực nào. Toàn bộ thành phi nghiệp tất cả ngoại thành khu võ sư viện, nhiều như vậy hai lần khí huyết đệ tử, toàn bộ gộp lại, ba năm có thể có một người đột phá, thế là tốt rồi, Giang Đông Quy nhàn nhạt nói, ít như vậy, Giang nghiêm tuy rằng cũng biết ba lần khí huyết rất khó, cũng không nghĩ đến sẽ như vậy khó, thành phi nghiệp to lớn thành chi, trăm vạn nhân khẩu, toàn bộ ba lần khí huyết cao thủ gộp lại, cũng sẽ không vượt quá ba mươi số lượng. Cái này vẫn là tích góp nhiều năm kết quả ngươi nói khó không khó giang đông quy hừ lạnh một tiếng một khi đột phá cái kia chính là cá chép vượt long môn một cái ba lần khí huyết cao thủ coi như đến năm cái hai lần khí huyết cũng không ngăn được ngươi lại có biết cái này là vì sao hải nhi không biết giang nghiêm cái này vẫn là lần thứ nhất trịnh trọng nghe phụ thân giảng giải phương diện này bí ẩn lập tức thái độ đoan chính rất nhiều trịnh trọng trả lời giang đông quy không có trả lời ngay mà là chậm rãi đi tới bên tường một cái cắm rễ mặt đất màu đen trụ sắt trước mặt cái kia chính là Kình lực, bạch, trong phút chốc, tay phải hắn chớp giật bắn ra, năm ngón tay nơi cánh tay thô trên cột sắt nhẹ nhàng vạch một cái. Vô thanh vô tức xuống, cứng rắn trên cột sắt, thình lình thêm ra một đạo sâu sắc dấu ngón tay. Ở hào không âm thanh tình huống xuống, hắn lại chỉ dùng ngón tay ngay khi cứng rắn trên cột sắt vẽ ra dấu ngón tay. Giang Nghiêm trong lòng ngơ ngác, hắn chưa từng gặp phụ thân ở trước mặt hắn hoàn toàn bày ra thực lực hắn chỉ là biết phụ thân rất mạnh có thể đến cùng mạnh đến mức nào vẫn không có cái khái niệm hiện tại hắn mới thật sự hiểu ba lần khí huyết cùng hai lần so với có bao nhiêu tranh lệch hắn bước nhanh đến gần đưa tay nhẹ nhàng xoa xoa cái kia giấu ngón tay có ít nhất một tấc sâu mà lại lỗ thủng bóng loáng cực kỳ quyền như cắt hắn nếu là ra toàn lực cũng có thể miễn cưỡng làm được đánh cong trụ sắt, nhưng tự thân cũng sẽ được phản chấn thương. Khoảng cách hiệu quả như thế này kém xa. Ba lần khí huyết đột phá, nhất định phải thiên phú, nghị lực, khí huyết đạt đến tự thân cực hạn, mới có thể phá tan ràng buộc, bước vào mới khí tượng. Người hiện tại có thể rõ ràng, Giang Đông Quy nhàn nhạt nói, Hải Nhi rõ ràng, Giang nghiêm trịnh lại gật đầu chẳng trách ba lần khí huyết sau liền có thể kéo dài tuổi thọ hai mươi ba lần khí huyết, nghe tới tựa hồ chỉ nhiều một lần, nhưng lần này là biến chất, là thăng hoa, là đánh vỡ tự thân gông xiềng. Giang Đông Quy lại lần nữa một trường, quét ngang mà ra, phốc trước mặt trụ sắt tại chỗ bị chặt đứt, bên trên một đoạn bị chém đứt bay ra, lăn rơi xuống mặt đất, ngoài thành, phái thanh đô mặc bảo, ba bang hai phái ở ngoài thành, đều đồng dạng có chính mình thổ bảo, tuy rằng không bằng hồng gia bảo lớn nhưng cũng là một chỗ cứ điểm đường lui phái thanh đô mặc bảo đã là như thế nơi này vừa là môn phái tổng bộ cũng là một bên năm sao chấn hậu đài so với nơi này thành phi nghiệp bên kia bất quá là từ nơi này kéo dài tới xúc tu chỉ là phái thanh đô làm cái này ba bang hai phái một thành viên biểu lộ ra chính mình cảm giác tồn tại một loại thủ đoạn mặc bảo toàn thân là hình tròn bốn phía tường cao mọc như rừng lộ có lỗ xạ kích bên trong có giản dị tháp canh nội bộ đủ có thể chứa đựng hơn trăm hộ ở lại trong đó ở tất cả đều là phái thanh đô trong phái tinh nhuệ cùng với gia quyến mặc bảo chu vi tất cả đều là từng khối từng khối màu vàng xanh đất ruộng có dẫn lưu mương máng để nước sông từ đất ruộng biên giới chậm rãi chảy xuôi lúc này lúc xế chiều phái thanh đô mọi người chính đang tại truyền công giáo đầu dẫn dắt đi ở mặc bảo rìa ngoài tụ quần tập luyện võ đảo từng khối từng khối phương trận trận hình chằng chịt có thứ tự cực kỳ trình tề, không lâu lắm, mặc bảo bỗng nhiên truyền đến một tiếng bén nhọn huyết sáo. Một con hắc ưng từ trên trời đập xuống, rơi vào bảo bên trong, rất nhanh, cửa lớn mở rộng, có mấy người chủ động nghênh ra, đứng bên ngoài góc chờ đợi, trong đó đi đầu một người, rõ ràng là phái thanh đô bốn đại đường chủ một trong ngoại đường đường chủ Chu Nham. Chu Nham qua tuổi 40, sắc mặt hồng hào, có chút nho khí, xa xa nhìn thấy phía trước đường lớn trên có một người đơn kỵ chạy tới, liền chủ động nghênh đón. Trịnh lão ca, đã lâu không gặp, có khỏe hay không a? À, người đến cưỡi một con ngựa ô, vóc người lọm khỏm. Khuôn mặt gầy gò, thình lình chính là trong ngày thường vẫn tọa chấn hồi sơn quyền viện trịnh phú quý. Chu nham tiểu tử, xác thực đã lâu không gặp, trịnh phú quý tung người xuống ngựa, cẩn thận kiểm tra xuống móng ngựa, xác định không dẫm đến món đồ gì hư rơi. Lúc này mới yên tâm, con ngựa đen này theo hắn nhiều năm. Bây giờ đã là 35 tuổi cao tuổi, mỗi lần xuất hành, hắn đều cẩn thận, chỉ lo nó sợ ý một chút bị thương. Chu Nham cũng không vội, cười híp mắt đứng ở một bên chờ, chờ Trịnh Phú Quý hoàn toàn kiểm tra xong, xác định không sao rồi, hắn mới chậm rãi mở miệng, lão ca chuyến này có thể có chuyện quan trọng, thực không dám giấu giếm, ta lần này đến là cho ta cái kia môn dưới cái kia mấy cái vô dụng đệ tử. Tìm cái việc Trịnh Phú Quý mục đích chuyến đi này chính là vì thu xếp môn hạ đột phá vô vọng triệu hoành. Khương Tô, cùng Ngụy Hợp, bây giờ tình thế phức tạp, ba người này đều là vỏ đá tầng thứ, đột phá vô vọng sau. Ngày sau thực lực e sợ lại khó có tiến triển, chỉ sẽ từ từ theo tuổi tác suy yếu. Đã như thế, liền muốn kịp lúc cân nhắc tương lai, sinh hoạt, phát triển, lập gia đình loại hình vấn đề, không thừa dịp hiện tại tuổi trẻ, tìm chỗ tốt đụng một cái kiếm lời chút tiền tài tích chữ sản nghiệp ngày sau tuổi tác lớn e sợ sẽ càng thấy gian nan thất gia minh cùng hồng gia bảo đều không phải lương thiện nơi sớm muộn định có một trận chiến nếu là đệ tử mình lựa chọn đi coi như xong nhưng nếu còn ở lại bên cạnh hắn hắn liền muốn phụ trách cho bọn họ sắp xếp một cái thỏa đáng nơi đi phái thanh đô luôn luôn trung lập mà lại bối cảnh thâm hậu chính là làm cái này đường lui thích hợp lựa chọn nếu là lão ca ngươi tình cảm không cần nhiều lời, xin mời, ngoại đường đường chủ chu nham cười to nói. Hai người bị còn lại mấy người chen chúc, tiến vào mặc bảo, thế tông năm thứ năm, tháng 8, thành phi nghiệp 13 võ sư mật hội, cộng thương rút đi đại sự. Cùng tháng, hồng gia bảo trong bóng tối xuất binh, chặn giết thất gia minh cầu viện mà đến tô thành viện quân. Đại thắng mà về, tê, ngụy hợp tay cầm bút lông, ở khô vàng trên giấy rồng bay phượng múa, loạch xoạch ký hỏa hắn động tác khá lớn nhưng viết ra chữ viết lại tinh xảo khéo léo tương đương rõ ràng đây là ở sao chép bí tịch hắn đem phi long công then chốt bộ phận chính mình viết ra phóng tới khác một chỗ ám trong bảo tồn như vậy trên người mình thả một phần không trọn vẹn trong nhà che giấu một phần không trọn vẹn lại thêm vào chính mình đặc biệt mã hóa tính an toàn gia tăng thật lớn cái này vẫn là ngụy hợp từ này cái đưa hắn ngũ lĩnh trường sơn tặc đầu mục trên người Học được kinh nghiệm, thường nói, trong ba người cùng đi, chắc có người là thầy của ta. Câu nói này quả nhiên rất có đạo lý. Ngụy Hợp viết xong cái cuối cùng chữ, cẩn thận đem trang giấy treo lên đến khô. Sau đó cẩn thận thưởng thức chính mình kiệt tác, mã hóa sau giấy vàng trên, viết một đống lớn chỉ có hắn có thể xem hiểu bùa vẽ quỷ. Chớ nói chi là cái này bùa vẽ quỷ còn phân hai phần. Không giống địa phương gửi. Lúc này phòng ngủ một mặt bên tường đã dùng dây thường bám không ít như vậy trang giấy. Bây giờ khí trời khô giáo, khô tốc độ cũng rất nhanh. Ngụy Hợp tiện tay lại cầm lấy một bên trưng thịt, hướng về trong miệng nhét. Tuy rằng chỉ có vị mặn, nhưng thêm vào thịt bản thân ngon trình độ, cũng còn hương vị không sai. Chỉ là có chút thiên. Ngụy Hợp thở dài, được rồi, kỳ thực không phải có chút thiên, là phi thường thiên, hai ngày nay hắn đóng cửa bế quan, ăn hoa chi lộc thịt đều sắp ói ra có thể phá cảnh châu không ngừng áp sát viên mãn chính là tranh lệch như vậy từng tia tia hắn thở dài một tiếng đang muốn đứng dậy luyện quyền tăng cường dạ dày động lực trợ giúp tiêu hóa bên ngoài cửa viện nơi lại truyền tới tiếng gõ cửa ai vậy ngụy oánh cẩn thận từng ly từng tí một lớn tiếng hỏi là ta một cái mơ hồ có chút quen thuộc giọng nữ truyền đến tuy rằng ngụy hợp không nhận ra cái này tiếng nói nhưng nghe tới tương đương quen tai tựa hồ là quyền viện trong lúc thường gặp được một sư muội chỉ là người sư muội kia ngũ đại tam thô cái đầu so với hắn đại tỷ ngụy xuân cũng xê xích không nhiều vì lẽ đó cũng là không có gì ấn tượng quyền viện trong như vậy sư muội quá nhiều đều là cánh tay có thể đánh sắt chân hán tử vật này là khương sư tỷ để ta hỗ trợ đưa tới cái kia cường tráng sư muội trung thực bỏ xuống một đoàn đồ vật xoay người liền chạy ngụy oánh mới mở cửa còn chưa kịp nói cái gì, liền không nhìn thấy bóng người, nàng ló đầu ra ngoài, trái phải theo dõi một lúc, như trước không tìm được người, lúc này mới bất đắc dĩ đóng cửa, tiểu hợp, lần trước cái kia đại ca, hắn lại đưa thịt đến rồi, nhân ra tuy rằng dáng vẻ không nổi bật, nhưng đúng là cái nữ hài, nhị tỷ như ngươi vậy, ngụy hợp trong lòng không nói gì, bất quá hắn cũng biết, ngụy oánh không phải cố ý nói như vậy, mà là thật sự xác thực cho rằng đó là một thanh niên nói thật nếu là hắn lần thứ nhất gặp phải đối phương nghe cái kia thô mãng hào khí tiếng nói lại thêm vào quyền viện trong nam nữ cơ ngực đều rất phát đạt nhận biết không ra là nam là nữ cũng rất bình thường biết rồi là khương sư tỷ ý tứ nhận lấy là tốt rồi ngụy hợp ở trong phòng hồi đáp trở về một câu hắn mấy ngày nay trước tiên từng nói với ngụy oánh muốn bế quan nhưng đáng tiếc ngụy oánh hoàn toàn không hiểu bế quan là có ý gì thỉnh thoảng vẫn là sẽ chạy tới hỏi vài câu cái gì ngươi bô tiểu muốn hay không đổi ta đem ngươi chăn lấy ra sái sái bế quan mệt mỏi cũng phải giải lao xuống ngươi không phải sáng sớm mới bế quan qua sao quần áo ngươi không tắm rửa sao mau ra đây rửa giấy ta cho ngươi nấu xong nước nóng giặt xong ăn chút ăn khuya lại đi bế quan mọi việc như thế lời nói để ngụy hợp phí hết lớn môi lưỡi mới cho nàng nói rõ ràng bế quan đến cùng là cái có ý gì hiện tại ngụy oánh mới không thế nào quấy rối hắn cái này đều là lần thứ ba người cái kia khương sư tỷ đối với ngươi thật là tốt bên ngoài truyền đến ngụy oánh tất tất tốt tốt gỡ ra túi âm thanh ai nha lại là loại này mùi vị rất thơm thịt xem đóng gói liền rất đắt cùng ta trước mua thịt lợn khô so ra màu sắc dễ nhìn thật nhiều ngụy oánh lại bắt đầu xử lý mới tới thịt trong miệng vừa nói cùng mình trong ngày thường nhìn thấy thịt so sánh chi tiết nhỏ Nàng từ khi Ngụy Hợp bế quan không nói lời nào sau, liền nuôi thành nghĩ linh tinh, như là lầm bầm lầu bầu, vừa giống như là nói cho Ngụy Hợp nghe tập quán này. Ngụy Hợp ở trong phòng, từ cửa sổ nhìn ra phía ngoài mắt, liền nhìn ra cái kia lại là một phần dị thú thịt. Mấy ngày nay, Khương Tô đã liên tục đưa tới cho hắn 20 cân không giống dị thú thịt. Con nhóc này quan hệ con đường nhân mạch, mạnh hơn hắn nhiều lắm hoa chi lộc thịt không phải nàng có thể mua được duy nhất dị thú thịt. Cái này chắp vá lung tung, lại mạnh mẽ kiếm tới nhiều như vậy thứ tốt, ngụy hợp đối với nữ nhân này nguyên vốn có chút thành kiến. Bây giờ nhìn nàng như thế mất công sức bù đắp, cũng là chậm rãi hết giận chút, hắn từ cánh cửa rời đi, đưa tay gỡ bỏ cổ áo liếc nhìn, ngực phá cảnh châu vẫn là chỉ thiếu một chút điểm, thở dài một tiếng, hắn lại cầm lấy một cái su hào khô, chậm rãi cắn xé nhai lên bất quá đột phá ở cái này mấy ngày dị thú thịt so với trước dự tính nhiều hơn không ít cứ như vậy liền có thể sử dụng tốt nhất phát huy ta tiêu hóa năng lực hiệu quả mỗi thời mỗi khác chỉ cần tiêu hóa xong liền lập tức tiếp tục ăn hắn hiện tại một ngày ăn sáu bữa kéo dài không ngừng vẫn ăn uống dị thú thịt ăn một lát bỗng nhiên bên ngoài truyền đến ngụy oánh rít lên một tiếng oành một tiếng cửa phòng mở ra ngụy hợp một cái bước xa lao ra nhìn thấy một bóng người đang từ trên tường rào té ngã xuống ngã tại ngoài tường ngay sau đó chính là một trận lảo đảo chạy trốn âm thanh ngụy hợp rõ ràng nhìn thấy trên tường rào bén nhọn trên tảng đá còn lưu lại không ít vết máu những thứ này trong nhà tường vây hắn đều là mua mài nhọn tảng đá khảm nạm đến đỉnh chính là vì phòng bị tên trộm bây giờ nhìn lại tựa hồ vẫn có hiệu quả đang lúc này Ngụy Hợp lồng ngực phá cảnh châu lại lần nữa hấp thu một luồng khí huyết sau. Hơi lóe lên, lại đi trước đi tới một tia, Ngụy Hợp lúc này lại là không chú ý điểm ấy, mà là vội vàng hướng về sợ đến ngã nhào trên đất Ngụy Oánh chạy tới. "Tỷ không có sao chứ?" Hắn vội vàng đem người nâng dậy đến. "Không, không có chuyện gì, chỉ là mới vừa cái kia, chỉ là cái tiểu hài tử, bụng hắn bị cắt ra, ra thật nhiều máu." Ngụy Oánh không nhịn được lớn tiếng nói. Tiểu hài tử, Ngụy Hợp cau mày, đi xem hắn một chút đi. Được không? Đứa bé kia rất nhỏ, cũng chỉ có một nửa của ta cao, vừa gầy, hiện tại cái bụng bị cắt ra. Ta sợ hắn, Ngụy Oánh có chút không đành lòng nói, ngươi liền ở trong sân chờ. Ngụy Hợp gật đầu, xoay người mở cửa, ra sân, đi tới ngoài sân ngoài tường. Hắn liếc nhìn trên đất một vũng máu. Theo vết máu đi ra ngoài một đoạn, liền không còn cái gì hình bóng chỉ là dựa theo như vậy ra lượng máu, nếu như người kia thật sự chỉ là cái cao bằng nửa người tiểu hài tử, ở hoàn cảnh này, sợ là huyền, Ngụy Hợp trong lòng lắc đầu, phòng Trừng tiểu tử kia sợ là không sống được, nếu là bị hắn tìm tới cũng còn tốt, hiện tại không bị hắn tìm tới, cơ bản phải chết chắc, bởi vì hắn vì phòng hộ trong nhà, cố ý ở đầu tường tất cả bén nhọn trên tảng đá, đều rót thêm độc phấn nước bẩn, loại kia độc phấn càng khô càng độc là hắn từ một cái cướp núi trên người lục soát tốt hàng trở lại sân ngụy hợp đem tình huống nói ra ngụy oánh coi như lại đáng thương không tìm được người cũng là không có cách nào thói đời chính là như vậy mỗi ngày đều có người sẽ chết bây giờ ngoại thành khu một nửa đinh đều sắp không nhìn thấy người lượng lớn nhân khẩu dẫn ra ngoài rời đi vì tránh né dịch bệnh tránh né đói bụng không ít người mang nhà mang người chính là vì một tia hư vô phiêu miểu hy vọng ngụy hợp trở lại phòng ngủ nguyên bản còn dự định tiếp tục bế quan nhưng xem nhị tỷ bị kinh sợ sau vô cùng đáng thương vẻ mặt cũng coi như một người ở bên ngoài bận rộn đến bận rộn đi không một người nói chuyện xác thực thời gian lâu dài cũng sẽ nhiễm bệnh hắn tích góp khí huyết cũng không cần cái gì tuyệt đối yên tĩnh hoàn cảnh ngay sau đó hắn liền ở trong sân bắt đầu luyện tập hồi sơn quyền chiêu số thỉnh thoảng nghỉ ngơi thì luyện một chút phần lớn là thối công phi long công chỉ là không biết có phải là ảo giác của hắn hay không hắn thường xuyên có thể cảm giác được ngoài sân tự hồ có người liên tục nhìn chằm chằm vào chính mình ngay khi ngụy ra tiểu viện ở ngoài không tới trăm mét nơi mấy cái vóc người thấp bé choai choai thiếu niên ánh mắt hung tàn nhìn chằm chằm tiểu viện tiểu ngũ chết rồi đại ca một người thiếu niên một mặt bình tĩnh nói chết rồi liền chết chính mình không cẩn thận ta để cho hắn đi xuống thuốc không phải đi kêu loạn còn kém điểm hỏng rồi chúng ta sắp xếp cũng còn tốt chúng ta tuổi còn nhỏ cấp người đề phòng tâm không mạnh không phải vậy lần này tiếp việc khẳng định đừng đùa bị gọi đại ca thiếu niên lạnh như băng nói hắn gọi vương tử dương nguyên bản cha mẹ cho hắn lấy chính là vương tử dương nhưng đáng tiếc hắn ghét bỏ không đủ bá khí mạnh mẽ cải danh gọi dương mà không phải dê ở cái này ngoại thành khu hơn 10 cái đinh lý, hắn xem như là ít có mấy đứa trẻ vương một trong. Làm vì một cái ăn, có thể không muốn sống các loại sử dụng thủ đoạn, vừa bắt đầu có lẽ hắn còn có chút không đành lòng. Đặc biệt đối với những kia thương hại hắn người tốt ra tay hạ độc cái gì. Nhưng sau đó làm nhiều rồi, cũng là thói quen, tê dại, chỉ cần có thể sống sót, có thể ăn no cái bụng, làm cái gì cũng không đáng kể. Lần này hắn từ một đại nhân vật trong tay nhận cái việc chính là muốn đem ngụy ra tiểu viện cái kia đẹp đẽ nữ lén lút bỏ thuốc mê đi mang đi những thứ này đại nhân vật liền yêu thích loại này giọng hắn cũng phối hợp làm rồi nhiều lần chuyện như vậy ngược lại vừa vặn lợi dụng bọn họ là hai tử yêu thế nhân ra đối với bọn họ đề phòng tâm không mạnh chỉ là không nghĩ tới lần này nhà này nhân ra trên tường rào lại bôi độc tiểu ngũ chỉ là cái bụng bị cắt ra kết quả trở về không bao lâu lại đã chết rồi vương tử dương trong lòng càng ngày càng bất chấp nhìn chằm chằm ngụy ra tiểu viện trong đầu truyền các loại độc ác kế hoạch lần này cái kia đại nhân vật đưa ra hoa hồng nhưng là không ít nếu có thể toàn bắt đến hắn có lẽ liền có thể không cần tiếp tục phải như thế mỗi ngày nhẫn cơ chịu đói tiểu tứ ngươi không phải mỗi ngày đều ở cái này phía sau viện nhìn chằm chằm sao này nữ không ra khỏi cửa sao hắn hỏi những ngày qua cũng là kỳ quái này nữ chính là vẫn không ra khỏi cửa bọn họ mang nước cũng có chính mình mặt sau một cái đường nhỏ. Bên cạnh cũng có tường vây, căn bản không dám đi qua, quá dễ thấy, tiểu tứ trả lời, có đúng không, không vội, nàng sớm muộn muốn đi mua thức ăn, mua dầu, chúng ta chờ chính là, vương tử dương hung hăng nói, dương ca, ta xem chúng ta vẫn là đừng làm nữa đi, ta hỏi, cái nhà này cũng là cái đại nhân vật, chúng ta nếu là chọc, một cái khác lù nhất cô bé không nhịn được lên tiếng nói chọc thì thế nào, ta vương tử dương muốn làm đại sự, muốn kiếm bộn tiền, liền chút chuyện nhỏ này đều không làm được, sau đó còn làm sao đi làm lớn, oảnh, một hòn đá chừng bằng nắm tay từ nơi không xa một thoáng bay tới. Mạnh mẽ đập trúng vương tử dương chán, hắn tại chỗ ngã xuống đất, dãy rụa mấy lần, máu theo tóc giọt trên đất, ngất đi, những hài tử còn lại thét lên xoay người liền chạy, nhưng một bên khác chạy trốn ngõ lối ra cũng bị mấy cái thanh niên khỏe mạnh ngăn chặn. Hai cái cửa ra vào đều có người trận chết. Mấy người này trên thân đều có như thế ký hiệu. Cũng thật là ăn gan hùm mật báo. Dám đến nhìn chăm chú ngụy chấp sự trong nhà. Thật coi chúng ta nhất tâm bang là hát hí khúc hay sao? Một người đầu chọc thanh niên khỏe mạnh xông lên một cước đạp ở một người thiếu niên trên người. Đem người mạnh mẽ đạp lăn. Dương ca chết rồi. Cùng bọn họ liều mạng còn lại thiếu niên thiếu nữ điên cuồng từ trong ngực rút ra một ít lợi khí có chính là mài nhọn tảng đá có chính là gì sắt kéo còn có đơn sơ thiết phiến cái gì đem cái này quần nhãi con đánh đổ kéo đi tráng hán đầu chọc vung tay lên chu vi trong bang thành viên dồn dập sông lên quyền đấm cước đá gậy gộc hầu hả mấy lần liền đem mấy cái khí lực nhỏ yếu người thiếu niên đánh đổ trên đất ngụy hợp bóng người xuất hiện ở đầu ngõ nhìn này một đám choai choai thiếu niên mặt không hề cảm xúc thói đời chính là như vậy tuổi còn nhỏ trong lòng độc ác người cũng không phải số ít thật sự coi hắn đối với chính mình không hề phòng bị coi chừng hắn tạm giữ chức nhiều như vậy tiểu bang tổ chức nhỏ cho rằng tất cả đều là mang theo chơi hơi hơi cho điểm chỗ tốt liền có thể tìm người giúp đỡ sắp xếp người ở nhà bên cạnh bảo hộ một chút trong ngày thường coi như ngụy oánh đi mua thức ăn mua dầu hắn cũng tìm những thứ này tiểu bang người nhìn mấy cái tiểu bang phân biệt tìm chọn người thời đại này chỉ cần có ăn có tiền chính là không bao giờ thiếu những thứ này làm vì một cái ăn chán chê cùng chỗ tốt mà liều mạng thanh niên những thứ này người đối với các loại môn đạo đều là rất rõ ràng bình thường cũng không có chuyện gì làm trái lại so với chuyên môn hộ vệ bảo tiêu muốn càng hữu dụng rất nhiều ngụy ra vừa nãy nhìn thấy tiểu tử kia bò tường liền bị ta một thạch đầu nện xuống đến hiện tại cái này quần nhãi con lại còn dám ở chỗ này nghĩ âm người nhà ngài quả thực là điên rồi không cần mạng nữa ngài yên tâm những thứ này nhãi con ta sau đó từng cái từng cái xử lý ngụy hợp gật gù không có hỏi xử lý như thế nào cũng lười hỏi chỉ cần không phải hắn có quan hệ người những người còn lại hắn không đáng kể cũng quản không được nhiều như vậy cái kia đầu chọc nhượng người kéo đám thiếu niên này rời đi chính mình thì lại lại lần nữa hướng ngụy hợp ôm quyền Ngụy gia, năm trước chuyện này, ngài có thể đứng ra phù tiểu nhân một cái. Là tiểu nhân phúc khí, ngài yên tâm, bên này tiểu nhân nhất định cho ngài nhìn chằm chằm hảo hảo. Tuyệt đối sẽ không lại xảy ra sự cố. Được, Ngụy Hợp gật đầu, không lại nói thêm, Ngụy gia ngài cũng đừng đáng thương đám kia nhỏ. Bọn họ trước dựa vào người khác đáng thương thiện tâm, âm chết rồi không dưới hơn 10 người. Ở chung quanh đây mấy cái đinh đều xưng tên, cái kia đi đầu vương tử dương càng là làm cho một chút cái gia đình cửa nát nhà tan. Nam bị âm chết, nữ bị bán đi câu lan. Tâm có thể so với chúng ta những thứ này đại nhân đen. Đầu chọc bổ sung vài câu. Ở trong tay hắn, đám kia nhỏ cũng đừng nghĩ trở ra. Ngụy hợp chỉ là gật đầu. Không lại nói, hắn vung vung tay, xoay người hướng về chính mình sân đi tới. Sau lưng đầu chọc đoàn người khom lưng nghiêng mình. Tiễn hắn rời đi, chi rát, cổng sân từ từ mở ra. Ngụy Hợp cất bước mà vào, trực tiếp trở lại trong phòng mình, như thường lệ nhìn một chút ngực ra thịt, cái kia hình tròn hạt châu hoa văn, lúc này đã hoàn toàn biến thành đen, cái này đợi mấy tháng lâu dài cuối cùng một khối ghép đổ. Rốt cục bù đắp, Ngụy Hợp hít sâu một hơi, trong lòng kích động, hắn lúc này đóng cửa, nhắm mắt, hồi ức ngũ lĩnh trường trong đó nội dung, đồng thời, tâm thần tập trung ở ngực phá cảnh châu vị trí. Cảm nhận được dường như bong bóng giống như ngưng tụ vật tồn tại hắn ý niệm hóa đâm, mạnh mẽ đâm một cái. Phóc, trong phút chốc, phá cảnh châu bên trong tuôn ra tảng lớn dòng lũ, nóng bỏng chảy về phía toàn thân hắn các nơi. Nhưng trong đó phần lớn dòng lũ, thì lại nhiều là dâng tới hai tay. Một lát sau, oành, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, ngụy hợp bóng người lấp lóe đảo mắt liền biến mất ở ngoài cửa viện. Tiêu nhiên mới từ bách hoa lâu đi ra, mới vừa ra ngoài thành, say khướt đánh cái rượu nấc còn ở dư vị mới vừa trong tay mềm mại xúc cảm hương thơm. Bỗng nhiên hắn một cái giật mình cảm giác không đúng, đột nhiên ngẩng đầu, một vệt bóng đen tựa như bắn như điện giống như, đã vọt tới hắn trước người, phủ đầu một trường, ngươi là, tiêu nhiên phấn khởi phản kháng, toàn thân khí huyết cổ động, thế muốn một quyền đấm chết bóng đen, oành, quyền trường tương giao, tiêu nhiên cánh tay liên tiếp gãy vỡ, thân thể bay lên bay lên, còn không bay xa liền bị bóng đen lại lần nữa một trường đánh vào lồng ngực. Phóc, hắn xương ngực sụp đổ, bay ngược ra ngoài, mạnh mẽ và ở phía sau trên tường đất, tường đất chấn động, sụp đổ đi vào một cái hình người hố động, tiêu nhiên hai mắt trợn tròn, không cam lòng, nhìn trong chọc vào bóng đen. Hắn cuối cùng nghĩ muốn há mồm nói chuyện, lại trong mắt ánh sáng lộng lẫy cấp tốc biến mất, ngoảnh đầu, hoàn toàn không còn khí tức, bóng đen tiến lên, tiện tay ở tiêu nhiên trên người một vệt xoay người rời đi, biến mất ở chỗ góc đường. Chương 59, chuẩn bị, Ngụy Hợp chậm rãi cởi trên người che mặt, áo đen, khăn đội đầu, áo khoác, còn có mang kim loại gai nhọn găng tay. Đây là lần trước từ Thiếu Dương môn mập mạp kia đoạt lại mà đến đúng lúc đồ vật. Bị hắn chữa trị sau, chính mình mang vào đánh lén người khác. Đó là một xuống một cái chuẩn. Hắn cởi găng tay, chợt phát hiện găng tay mới khảm nạm gai nhọn, lại dồn dập bị đập đứt một loạt hắn kinh ngạc xuống, đưa tay ra, nhẹ nhàng ở găng tay có sắt địa phương sờ một cái. Cái này sờ một cái, không phải đơn giản nắn, mà là vận dụng hết khí huyết sau, tựa như toàn thân căng thẳng, dùng toàn bộ khí lực, đi lấy một cái chén nhỏ, vô thanh vô tức, găng tay bắt đầu chỉ dày kim loại cách tầng, bị hắn nhẹ nhàng nặn ra một cái hố, ngụy hợp lặng lẽ, thả tay xuống bộ, hai tay hắn hỗ đánh xuống, đường, bàn tay tựa như kim thiết và chạm lúc phát ra cứng rắn vang lên giòn giã. Đây chính là ba lần khí huyết, đây chính là cảnh giới thứ tư ngũ lĩnh trường. Thanh Hà Vân Bạch Vũ, ngũ lĩnh trưởng năm cái cảnh giới. Sơ luyện chính là thanh, tầng cảnh giới thứ nhất, chỉ có đem tầng này luyện thành sau mới có thể chân chính nhập môn. Khí huyết lớn mạnh đến một cái có thể tiến hành bước kế tiếp trình độ. Sau đó là tầng thứ hai hà, tầng này là đem lớn mạnh khí huyết động lại biến chất. Sau đó đột phá đây chính là lần thứ nhất khí huyết đột phá, cũng là bước vào hồi sơn quyền gia châu khí huyết cảnh giới. Tầng thứ ba vân, đối ứng hồi sơn quyền vỏ đá. Hai lần khí huyết, tầng thứ tư bạch, đối ứng nhưng là gia sắt. Ba lần khí huyết, bất quá ta hiện tại hồi sơn quyền mới cô động một đóa chín hà hoa. Trước vì tích góp khí huyết, toàn bộ cho phá cảnh châu, cũng đã hoàn toàn ngừng mài ra cô động chín hà hoa tiến độ. Chín hà hoa cô động là cần tiêu hao lượng lớn khí huyết người thân thể mỗi thời mỗi khắc đều sẽ sản sinh khí huyết mà mỗi ngày khí huyết sản sinh là dựa theo thân thể thể chất cùng với ăn uống chất lượng đến quyết định sinh lương lại như bò sữa sinh sữa nghỉ ngơi không được ăn uống không được liền sẽ sữa không đủ người luyện võ cũng giống như vậy hơn nữa mỗi ngày khí huyết sản xuất liền như vậy điểm dùng để luyện cái này liền không thể dùng đến luyện cái kia vì lẽ đó kiêm tu sẽ nghiêm trọng kéo dài tiến độ. Đây là tất nhiên, vì lẽ đó ngụy hợp ngừng hồi sơn quyền, phá cảnh châu tích góp tốc độ cấp tốc tăng lên. Hiện tại tốt, ba lần khí huyết, ngụy hợp cẩn thận lĩnh hội thân thể biến hóa, trong cơ thể hắn khí huyết cuồn cuộn, thân thể phảng phất mới vừa ngủ một cái chiều sâu tốt cảm giác. Tinh thần dồi dào, tinh lực dồi dào, ý thức cực kỳ rõ ràng, tư duy dòng suy nghĩ đều chuyển động cực nhanh không chậm trễ chút nào trì trệ dừng lại những thứ này chỉ là tự mình cảm giác càng rõ ràng chính là ngụy hợp đi tới chính mình tủ quần áo trước mặt đem tủ quần áo toàn bộ ôm lấy đến thả nằm ở trên giường sau đó ở tủ quần áo dưới mặt trên mặt đất tìm đến một cái vòng kéo hướng lên lôi kéo nhất thời lôi ra một cái hình vuông lớn ô vuông bên trong là dùng màu đen vật liệu gỗ chế tạo hình chữ nhật ám cách ám cách bên trong có đủ loại kiểu dáng thuốc bột ám khí Giao găm, túi tiền các loại, ngụy hợp đem tiêu nhiên trên người tìm tới mấy thứ linh tinh lấy ra đến. Kiểm tra xuống, một cái viền bạc túi tiền, một cái màu xanh biếc bình nhỏ, một cái mang hoa sen tiểu ti lụa, còn có một quyển phía trên vẽ ra các loại khó coi xuân cung đồ sách tranh. Tiểu tử này, cha cha, ngụy hợp đem tấm lụa cùng sách tranh ném vào ám cách. Sau đó cầm lấy viền bạc túi tiền, kéo ra dây thừng, hướng về phía mặt đất, hướng bên ngoài run lên trong túi tiền rơi xuống ra một tấm trăm lạng kim phiếu. Vài miếng vàng lá, hai cái tiểu kim đậu, còn có một chút mộc bài nhỏ. Hẳn là trực thuộc tổ chức thân phận chứng minh. Quỷ nghèo, ngụy hợp lắc đầu, nhặt lên kim phiếu, ngửi một cái phía trên mùi thơm ngát. Sau đó đem vàng lá cùng kim đậu đều cầm lấy đến. Còn lại mộc bài ném vào ám cách, chờ đợi buổi tối xử lý. Tiểu hợp, ăn cơm, bên ngoài nhị tỷ tiếng kêu truyền đến. Đến rồi. Ngụy Hợp đứng lên, cầm bình xứ, cấp tốc đem ám cách để tốt, sau đó đem tủ quần áo ôm trở về đến phóng tới chỗ cũ. Hắn thở dài một hơi, hoạt động một chút hai tay, ra phòng ngủ, Ngụy Hợp đi ngang qua sân, bỗng nhiên ở mình bình thường tập luyện ngũ lĩnh trường địa phương dừng lại. Hắn nhìn một chút trong ngày thường chính mình toàn lực một trường. Chỉ có thể đánh ra một cái lõm hố lớn đá đen. Cái này đá đen không là bình thường tảng đá mà là ẩn chứa có một loại nào đó khoáng sản chất đặc thù thạch tài cứng rắn cứng cỏi hồi sơn quyền trong viện dùng cũng là loại này tảng đá ngụy hợp ở núi thiếu dương trên phát hiện không ít liền chọn một khối hơi lớn chuyển về nhà đến chứng hình đá đen trên khắp nơi là hắn trước đây đánh ra các loại quyền ấn trường ấn bởi vì là tà hướng về mặt đất đánh tảng đá mặt sau bùn đất đều bị đánh cho khẩn thực cực kỳ ngụy hợp nhìn mình trước một ngày lưu lại trường ấn cái kia trưởng ấn có hơn một tấc sâu, vân tay có thể thấy rõ ràng. Nhìn qua tương đương lợi hại, bỗng nhiên hắn trong lòng hơi động, tay trái nhẹ nhàng hướng về đá đen trên vỗ một cái. Khí huyết cổ động, toàn lực vận chuyển xuống, ngũ lĩnh trưởng cảnh giới thứ tư vận lên, một luồng vô hình kình lực tự nhiên ngưng tụ. Theo hắn cái này vỗ một cái, nhẹ nhàng rơi vào đá đen trên. Oành, đá đen đột nhiên chìm xuống, phía sau sâu sắc lại đi lòng đất hãm một đoạn ngụy hợp tay trái nhấc lên lên nhìn đá đen trên nứt ra đạo đạo vết dạn nứt nhất thời có chút ngẩn ra cái này đá đen tính dai cực mạnh có rất ít nghe nói người có thể đem đánh nứt bình thường đều là đánh ao hãm đi vào căn cứ ao hãm chiều sâu phán đoán sức mạnh lớn nhỏ nhưng hắn một trường này lại đem đá đen một chiêu đánh nứt đá đen ở giữa nơi trường ấn có tới ba tấc bao sâu hoàn toàn rơi vào mặt đá mà trường ấn biên giới tất cả đều là nhỏ bé dày đặc như mạng nhện nhỏ vết nứt nhỏ. Ngụy hợp bỗng nhiên bừng tỉnh, chẳng trách trước giết tiêu nhiên thì hắn một trường đánh ra đi. Tiêu nhiên toàn lực phản kháng, lại một điểm cảm giác cũng không. Hắn lúc đó cảm giác, lại như là một trường đánh vào một khối đậu hũ trên. Không hề có chút sức chống đỡ, sau đó liền nhìn thấy người đã bay ra ngoài, lại như cái túi rác, phốc một tiếng đánh vào trên tường, lập tức không khí, thật mạnh uy lực ngụy hợp kinh ngạc trong lòng một trưởng này ngũ lĩnh trưởng ba lần khí huyết đột phá sau uy lực so với trước đâu chỉ mạnh gấp đôi trước hắn toàn lực bạo phát cũng mới chỉ có thể đánh ra một tấc trưởng ấn chiều sâu hiện tại một thoáng đánh ra ba tấc nhiều còn có quanh thân vết dạn nứt chẳng trách ba lần khí huyết ít như vậy hai lần khí huyết nhiều nhiều như vậy hai cái địa vị cách biệt cũng lớn như vậy thì ra là như vậy thì ra là như vậy ngụy hợp trong lòng hiểu ra ba lần khí huyết cùng hai lần khí huyết ở giữa tranh lệch e sở không chỉ là một điểm hai điểm hắn đột phá trước chính diện đánh không lại tiêu nhiên còn kém không ít khí huyết thực lực hắn đột phá sau một cái tát liền đập chết tiêu nhiên liền phản kháng cũng thành hy vọng xa vời chẳng trách trịnh sư vẫn tâm tâm niệm niệm nghĩ môn hạ ra một cái ba lần khí huyết tiểu hợp nhanh lên một chút thức ăn nguội ngụy oánh ở trong phòng thăm dò cái đầu đi ra gọi đến rồi Ngụy Hợp thu hồi ý nghĩ, hướng về buồng trong đi tới. Cái này Ngũ lĩnh trưởng, đột phá sau, một thân uy lực đều tập trung ở song trưởng bên trên. Bàn tay cứng rắn cực kỳ, bình thường lợi khí khó thương, có thể làm hắn bây giờ to lớn nhất lá bài tẩy. Trưởng lực mơ hồ mang theo một tia nổ tung cảm giác. Đánh hai lần khí huyết đó là đụng liền thảm, đánh liền chết, hơn nữa, Ngụy Hợp rõ ràng cảm giác được, chính mình đột phá sau, thân thể chính đang tại từ từ chịu đến cải thiện, lượng lớn đột phá sau khí huyết dội rửa xuống, toàn thân hắn đều đang chậm chậm chịu đến cường hóa, tiêu hóa năng lực càng mạnh, tinh thần càng tốt, cảm giác thân thể mỗi thời mỗi khắc đều ở bài trừ lượng lớn tạp chất. Chế tạo khí huyết tốc độ cùng chất lượng, cũng so với trước đây nhanh rất nhiều, dựa theo trịnh sư đã từng nhắc tới, cái này ba lần đột phá khí huyết sau, sẽ kéo dài tuổi thọ 20 năm thân thể đỉnh cao cũng không còn câu nệ tại 20 tuổi cái này cửa ải. Mà là 40 tuổi, đây là thoát thai hoán cốt, đi vào nhà sau, ngụy hợp ngồi xếp bằng xuống, nhìn trước mặt hai món ăn một canh, củ từ canh vịt, đậu can xào rau cần, đậu xanh vỏ kho núi thỏ, cái này từ đâu tới lão vịt núi thỏ, hắn hơi nghi hoặc một chút, chính mình gần nhất không săn thú đến a a là ngươi sư đệ U Dương Trang đưa tới nói hắn ở trên thị trường gặp phải một cái làm cạm bẫy thợ săn từ hắn chỗ ấy một hơi mua hơn mười chỉ núi thỏ vịt trời hắn liền cho chúng ta đưa tới một ít ngụy oánh cười giải thích ngụy hợp nhìn trong bát lão vịt cùng núi thỏ đây chính là phân đại lễ u dương trang có lòng hắn bưng lên bát ăn cơm cẩn thận bắt đầu ăn mới ăn không mấy cái bỗng nhiên cửa viện oành 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 bị gấp gáp gõ lên ai vậy ngụy hợp đứng dậy đi mở cửa là ta, Ngụy Sư Huynh, mở cửa nhanh, ra đại sự, là Trương Giác Tiếng nói. Cái tên này là trong sân lão nhân, hiện tại còn chỉ là gia châu. Dĩ nhiên tiềm lực tiêu hao hết, chỉ là chính hắn như trước không cam lòng mà thôi. Tuy rằng cùng Ngụy Hợp không phải rất quen, nhưng trong ngày thường cũng thỉnh thoảng sẽ nói mấy câu. Ngụy Hợp không nói hai lời, đứng dậy bước nhanh đi tới cửa viện, dơ lên then cửa, mở cửa, đại sự gì hắn nhìn về phía ngoài cửa một mặt tái nhợt lý giác vâng tiêu nhiên tiêu nhiên hắn hắn bị người đánh chết lý giác lúc nói chuyện cấp thiết không có ý thương cảm đau buồn càng nhiều chính là kinh ngạc chấn động tiêu nhiên ở bọn họ đệ tử bình thường trong lòng đó là tuyệt đối thiên tài tương lai ba lần khí huyết hạt giống cùng người bình thường đều là hai cái giai tầng người là tương lai trịnh sư nhân vật như vậy có thể hiện tại hắn lại bị đánh chết ai có lá gan lớn như vậy không sợ trịnh sư truy cứu sao cái gì tiêu nhiên bị đánh chết ngụy hợp động tác một chậm tiếng nói đột nhiên cao tám cái điều đi nhanh mang ta đi nhìn hắn quay đầu lại cùng ngụy oánh bắt chuyện tiếng chờ tay đóng cửa lại theo lý giác bước chân vội vã cấp tốc hướng về hồi sơn quyền viện chạy đi quyền viện trong đã tụ tập đầy các đệ tử tiêu nhiên bây giờ đã là toàn bộ quyền viện mạnh nhất đệ tử hiện tại lại bị người đánh chết tươi ở trong thành liền tiêu nhiên cao thủ như vậy đều bị đánh chết cái kia nếu là người kia châm đối với những người khác chẳng phải là một trưởng một cái dễ dàng không tốn sức chút nào to lớn trong sân mọi người đều lẳng lặng làm thành một vòng nhìn ở giữa bầy đặt tiêu nhiên thi thể thi thể bị thả ở một cái làm bằng gỗ trên băng ca bên trên nhợt nhạt tre một tầng màu trắng vải mỏng tiêu nhiên cha mẹ đứng ở một bên sắc mặt trắng bệch đau buồn một câu nói cũng không nói ra được, chỉ là gắt gao lôi vải trắng, thân thể run rẩy, bọn họ liền như thế một con trai, hơn nữa còn là tiền đồ vô lượng con trai, hiện tại lại một lần bị người đánh chết, trịnh phú quý cũng chắp tay sau lưng đứng ở một bên. Ánh mắt có chút trì độn nhìn trước mắt thi thể, hắn chính đang tại tính sổ thì cảm giác gần đây tựa như sản nghiệp có điểm ấm lên. Chính đang tại vui vẻ thì ai biết vui quá hóa buồn. Bỗng nhiên như thế một cái tin truyền tới trực tiếp đem hắn đánh bối rối. Mấy cái tiêu nhiên hồ bằng cầu hữu đứng ở một bên không nhịn được thấp giọng khóc lóc. Bọn họ khóc chính là không ai sau đó cho bọn họ trả nợ trả tiền. Cũng không ai cho bọn họ đánh nhau ẩu đà lúc chỗ dựa. Từ góc độ này tới nói, mấy người đúng là trừ ra tiêu nhiên cha mẹ ở ngoài. Khóc đến nhất chân tâm thực lòng người. Chu vi một vòng sư huynh đệ, các sư tìm muội không có ai thương tâm thậm chí còn có người cười trên sự đau khổ của người khác. Chỉ là cái này thời điểm không ai biểu hiện ra thôi. Tiêu nhiên ở quyền viện trong có thể không được lòng người. Không ai yêu thích hắn, nhưng trung quy hắn cũng là hồi sơn quyền viện một cái cờ xí. Đại biểu đệ tử bên trong ưu tú nhất có tiềm lực nhất một người. Giang Nghiêm, Khương Tô, Đại sư Huynh Triệu Hoành, cùng với Ngụy Hợp, còn có vừa mới thăng cấp trương lộ, đều đến mấy người đều cúi đầu phục tùng lẳng lặng đứng ở một bên. Nhìn ở giữa thi thể, lão sư, tiêu sư đệ đến cùng chết như thế nào? Triệu hoành trầm thấp lên tiếng hỏi, trịnh phú quý trầm mặc xuống, hít một hơi, chậm rãi nói, bị người dùng cực mạnh trường lực, một trường đánh gãy cánh tay, sau đó thứ hai trường đánh vào lồng ngực, lồng ngực sụp đổ, đâm xuyên trái tim nội tạng ma chết, hắn dừng một chút, người hành hung, trường lực rất mạnh hẳn là ba lần khí huyết cao thủ, nhưng cái này loại trường lực vết tích, ta không nghĩ ra trong thành có ai là am hiểu loại này nổ tung trường lực. Ba lần khí huyết cao thủ mỗi cái đều là cao thủ thành danh. Ai lại sẽ đối với ngô nhi hạ độc thủ, không thù không oán, ngô nhi cũng không tư cách đi trêu chọc loại kia cao thủ thành danh. Đây rốt cuộc là là chuyện gì xảy ra? Xin hỏi trịnh sư, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tiêu nhiên cha tiêu trung thành đứng dậy từng chữ từng câu hỏi hắn trong lời nói giữa những hàng chữ hiển nhiên là đem tiêu nhiên chết xem thành là trịnh phú quý rước lấy kẻ thù bị liên lụy dẫn đến cũng xác thực không trách hắn như thế nghĩ liền ngay cả trịnh phú quý chính mình lúc này cũng là như thế hoài nghi nói trắng ra tiêu nhiên tuy rằng tiềm lực rất mạnh nhưng đang đột phá một lần thất bại sau tiềm lực ngã xuống còn bị độc thủ đánh chết cái này liền không phải cái gì đố kỵ người tài mà là có độ công kích báo thù. Hắn một cái hai lần khí huyết trong ngày thường cũng không bản lĩnh trêu chọc ba lần khí huyết lâu năm cao thủ. Trịnh Phú Quý trong lúc nhất thời không nói một lời, không có gì để nói. Cũng may tiêu nhiên cha cũng còn có lý trí, biết mình trước mặt là một cái luyện kình võ sư, là so với bình thường ba lần khí huyết mạnh hơn trong thành cao thủ hàng đầu. Cũng không dám nhiều lỗ mãng, hắn chỉ là phẫn nộ, ngột ngạt lửa giận, mang theo con trai thi thể cùng hai cái da đinh dơ lên chậm rãi rời đi quyền viện. Cái này loạn thế, thói đời, coi như mạnh như tiêu nhiên, thì có ích lợi gì? Như thế vẫn là ăn bữa nay lo bữa mai. Trịnh phú quý lẳng lặng đứng ở trong sân, ngay khi tiêu nhiên thi thể bên cạnh, không nói một lời, trầm mặc trong lòng hắn như thế một ngạt lửa giận. Xin thề nhất định phải tra ra hung phạm, làm vì ái đồ báo thù rửa hận, nhưng bất luận hắn lúc này làm sao xin thề tiêu nhiên cũng đã không cách nào lại phục sinh. Những đệ tử còn lại từng cái yên lặng tàn ra. Luyện công luyện công, nghỉ ngơi nghỉ ngơi, Khương Tô ở một bên. Nhìn tiêu nhiên dừng lại vị trí, cũng là tâm tư phức tạp. Nàng đã từng yêu thích qua, hận qua cái tên này lại chỉ chớp mắt đã chết rồi. Ý nghĩ thế này khó có thể dùng lời diễn tả được. Bây giờ trong sân, không còn có thể có hy vọng đột phá đến ba lần khí huyết nhân tuyển. Mà chính nàng biết mình chuyện đem chính mình tất cả dị thú thịt đều ném cho ngụy hợp kỳ thực chính là đã từ bỏ đột phá hy vọng nàng mấy ngày nay rõ ràng cảm giác khí huyết khôi phục càng ngày càng chậm cái kia đại biểu thân thể bị hao tổn sau khôi phục nợ dai như vậy tiềm lực lại đi bứt lên trước ba lần khí huyết quá khó mà trương lộ nếu muốn đạt đến viên mãn còn có một quãng thời gian rất dài thậm chí tương lai sẽ sẽ không giống như tiêu nhiên bị tòa cũng là ẩn số thế cuộc càng ngày càng khó. Hồi sơn quyền viện còn có thể hay không thể đợi đến trương lộ trưởng thành. Cũng là ẩn số, nàng ngẩng đầu nhìn mắt ngụy hợp, ngụy hợp cũng tương tự bị tiêu nhiên uy hiếp ngăn cản qua. Hai người còn có cựu oán, chỉ là lúc này ngụy hợp vẻ mặt, cùng còn lại sư huynh đệ không khác nhau gì cả. Nhìn qua tự hồ không có quá to lớn tâm tình, không có hận, không có cao hứng, chỉ là một vệt nhàn nhạt phức tạp, thương cảm tự hồ tại làm vì tiêu nhiên chết mà tiếc hận. Bi ai, Khương Tô muốn nói lại thôi, nhưng suy nghĩ một chút, vẫn là không lên tiếng, xoay người trở lại vị trí của chính mình, bắt đầu tiếp tục mài ra, đem khí huyết ngưng tụ thành mới chín hà hoa, nàng đột phá bị hao tổn sau, chín hà hoa bị đánh tan một đóa, lại đến một lần nữa cô đọng. tuy rằng không ôm hy vọng, nhưng khí huyết viên mãn cũng có thể tăng cường tự thân thực chiến ở bây giờ cái này càng ngày càng loạn trong hoàn cảnh. Thực lực mới là tốt đẹp nhất bảo đảm, ngụy hợp cũng không trì hoãn, tương tự đến vị trí của chính mình, bắt đầu cô động chín hà hoa, hiện tại hắn không cần tích góp phá cảnh châu, khí huyết có thể tùy ý vận dụng, rốt cục có thể tiếp tục hồi sơn quyền tiến độ, u dương trang ở hắn một bên than thờ, một mặt chết rồi cha dáng vẻ, ngươi làm sao làm, ngụy hợp hỏi một câu, không có gì, chỉ là ít đi cái lão khách hàng sau đó kiếm tiền liền khó khăn u dương trang bất đắc dĩ nói lão khách hàng đúng đấy ta vẽ ra ân không thể nói không thể nói tiểu tử này mau ngậm miệng suýt chút nữa nói nói lộ hết ngụy hợp trong nháy mắt liên tưởng đến cái kia phó xuân cung đồ trong lòng không nói gì luyện tập đi đừng chậm trễ n là u dương trang mau mau bắt đầu đun nóng chính mình cắt bồn chỉ là mới mân mê xong hắn lại ngẩng đầu lên Ngụy Sư Huynh, ta một lúc có thể sớm một chút đi sao? Chuyện gì? Có cái sư đệ dự định rời đi, trước khi đi xin mọi người tụ tụ tập tới ăn một bữa. U Dương Trang có chút trầm thấp nói, đi thôi. Ngụy Hợp gật đầu, được. U Dương Trang gật gù. Ngụy Hợp không nói một lời, cẩn thận bắt đầu mài ra. Cô động chín hà hoa, cái này ba lần khí huyết chất lượng rõ ràng xa cao hơn nhiều hai lần. Hắn song quyền không ngừng đánh vào cắt sắt bên trong nóng lên cắt sắt không ngừng mài ra sau đó mỗi một lần luyện xong buông tay tiến vào thuốc bồn thì cũng có thể cảm giác được có khí huyết cuồn cuộn không ngừng ngưng tụ đến hai tay cánh tay nơi mỗi người chín hà hoa vị trí cũng khác nhau như trình thiểu cửu chính là ở phía sau lưng khương tô chưa từng thấy nhưng đại sư huynh triệu hoành chính là ở nơi ngực ngụy hợp chính mình nhưng là ở trên hai tay góc trên cánh tay cao chất lượng khí huyết siêu nhanh tiêu hóa hồi huyết năng lực, thêm vào ba lần khí huyết đột phá sau. Tự hồ toàn thân đều thông suốt rất nhiều, khí huyết lưu động tốc độ nhanh rất nhiều, mà lại ở giữa không còn rất nhiều trở ngại trì trệ. Ngụy hợp thậm chí có lúc, có thể cảm giác được rõ rệt, chín hà hoa một chút ngưng tụ thành công loại kia tiến độ. Chậm chậm, kiên định, không thể ngăn cản, một hơi luyện đến buổi chiều kết thúc, ngụy hợp cảm giác trên cánh tay phải góc nóng bỏng, tựa hồ có món đồ gì ở cô đỏng nhưng sốc lên xem, lại cái gì cũng nhìn không ra. Buổi chiều trịnh sư ra chuyến cửa, chỉ là sắp kết thúc thì hắn trở về sắc mặt khó coi. tựa hồ rất không cao hứng, ngụy hợp luyện song công, dự định thu thập một thoáng lúc rời đi, lại ở trước khi đi bị một sư đệ gọi tiến vào buồng trong. Trịnh sư kêu gọi, trịnh phú quý từng cái căn dặn xuống tất cả nội viện đệ tử. Làm cho tất cả mọi người gần nhất tận lực ôm đoàn. Không muốn đơn độc lui tới ban đêm không muốn ra làm chú ý an toàn không có cái gì ngoài ngạch nhưng ngụy hợp tựa hồ nhìn ra có chuyện gì muốn phát sinh trở lại sau liên tiếp mấy ngày hồi sơn quyền viện đều phảng phát chuyện gì cũng chưa từng xảy ra ngoại trừ trịnh sư tựa hồ càng già nua rồi chút còn lại như trước cùng nguyên lai like như thế cũng may còn có vừa mới thăng cấp trương lộ tương tự thiên tài không kém gì tiêu nhiên tựa hồ cho trịnh sư mới một phần hy vọng Ngụy Hợp lúc này lại là không đi quan tâm những thứ này, hắn bây giờ đột phá ba lần khí huyết. Trở về tu hành hồi sơn quyền, khí huyết cô động tốc độ vượt xa dĩ vãng. Vẻn vẹn bốn ngày, hắn liền ngưng luyện ra thứ hai đóa chín hà hoa. Phải biết cái này chín hà hoa độ khó nhưng là một đóa so với một đóa khó. Trong đó cô động thì cần thiết khí huyết một đóa so với một đóa nhiều. Nhưng hắn lại dễ dàng liền có thể cấp tốc đạt đến thứ hai đóa. Cái này chứng minh trước hắn dòng suy nghĩ hoàn toàn có thể được trước tiên tà sau chính kỳ chính kết hợp lại không riêng như vậy ngụy hợp khi nhàn hạ còn đồng thời bắt đầu tu luyện phi long công cái môn này thối pháp công pháp cũng ở hắn cường đại khí huyết cung cấp dưới cấp tốc liên tiếp đột phá chừng 10 ngày liền đến tầng thứ hai phi long công cần ở chân cô động huyết sắc long văn cùng chín hà hoa nguyên lý như thế long văn chính là phi long công số tầng ký hiệu này công độ khó rất lớn đối với tố chất tâm tính yêu cầu cực cao hơn nữa một cái đột phá không được thì sẽ khí huyết phản phệ đâm hướng trái tim độ nguy hiểm cực cao công pháp một chia làm sáu tầng mỗi nhiều một điều long văn liền càng lên một tầng bộ hành bôn độ lược phi tổng cộng sáu tầng mỗi một tầng đều đối ứng chính là một loại cảnh giới tốc độ môn công phu này cao nhất cũng chính là ba lần khí huyết nhưng cũng là cực kỳ ít ỏi thối công phạm trù cái này thối công dựa theo trịnh lão đã nói tất cả thối công có thể vào kình đều tương đương quý giá là do là chân chính lợi hại thối công tiến vào có thể công lui có thể thủ thiên nhiên liền nằm ở thế bất bại mà lại đi tới như gió trợ giúp cùng thoát ly chiến trường đều tốc độ cực nhanh ngụy hợp cũng là hướng về phía phi long công chăm chú lên lấy ba lần khí huyết về luyện hắn rất nhẹ nhàng liền phá tan rồi hai tầng cảnh giới. Tốc độ cũng nhanh hơn rất nhiều, nhưng mặt sau thì có chút chậm chậm, tuy rằng vẫn là vững bước về phía trước, không có cái gì trở ngại, nhưng tốc độ lại chậm lại không ít. Đối với chuyện này hắn cũng đối với cái này còn lại ba lần khí huyết cao thủ càng ngày càng kiên kỵ. Như thế xem ra, càng là đã có tuổi ba lần khí huyết cao thủ, liền càng khả năng hóa lượng lớn thời gian khí huyết, tập luyện thứ hai môn, thậm chí thứ ba môn võ công. Cứ như vậy, lấy ba lần khí huyết cao thủ kéo dài tuổi thọ 20 năm đến xem. Tầng thứ này cao thủ, có thể nói là hoàn toàn cùng hai lần khí huyết kéo ra một cái cực lớn tranh lệch. Cũng không ai biết tầng thứ này cao thủ đến cùng tu hành mấy môn công phu. Nói không chắc tuổi càng lớn, thực lực càng mạnh, bình thường khí huyết sôi trào Chỉ chính là tăng cường điểm tố chất thân thể, năng lực phản ứng. Nhưng nếu là đem khí huyết cô động thành võ công, uy lực hoàn toàn khác nhau. Dù sao khí huyết mỗi ngày liền như vậy điểm, thân thể có thể chứa đựng cũng là nhiều như vậy. Nhưng công pháp không giống, chỉ cần cô động thành công, cần khí huyết duy trì sẽ cực nhỏ. Trên lý thuyết, trên người một người có thể cô động công pháp là không hạn số lượng. Hai tầng phi long công sau, ước chừng lại qua hơn một tháng, ngụy hợp rốt cục không trở ngại chút nào. Đem hồi sơn quyền, từng đóa từng đóa chín hà hoa cô động hoàn toàn, hoàn toàn đến chín đóa ra sắt tầng thứ. Trịnh sư gần nhất cũng không dành kiểm tra hắn tu vị. Hắn tự hồ tại vội vàng làm những chuyện khác, mỗi ngày đi sớm về trễ, thường xuyên cũng có cái khác võ sư tới cửa thoán cửa. Tự hồ tại thương nghị cái gì, cũng tự hồ tại chuẩn bị cái gì, ngụy hợp cũng không vội biểu hiện tu vị. Hắn cô động tốc độ quá nhanh, cho tới trước kiểm tra còn chỉ là một đóa chín hà hoa. Hiện tại mới hai tháng liền chín đóa đầy tràn, tốc độ này quá không bình thường, đơn giản hắn dự định lại mai một ít thời gian sau lại biểu lộ ngược lại hắn cũng dự định trước tiên tu hành một thoáng phi long công cái môn này thối công có thể tăng cường sức chịu đựng tốc độ rõ ràng so với hồi sơn quyền cùng ngũ lĩnh trưởng đều muốn cường có thể làm trụ cột chín hà hoa ngưng tụ song thành chính là đại biểu thiết bị đạt thành hồi sơn quyền đi đến đỉnh phong sau đó chính là tìm tòi nhập kinh đạt đến ba lần khí huyết tự nhiên sẽ là lần đầu trải qua kinh lực, nhưng này không phải là nhập kinh, chỉ có đem kinh lực luyện đến toàn thân trải rộng, không sợ bình thường đau thương, mới thật sự là nhập kinh, nhưng này lại là cảnh giới tiếp theo, ngụy hợp chờ không xa đến như vậy, bây giờ ba lần khí huyết đã thành, hắn cũng nên cấp tốc điều tra cha mẹ cùng đại tỷ sự tình. Núi Thiếu Dương, nên lại đi một chuyến, hết chương 59, hẹn gặp lại bạn ở chương sau. Hãy nhấn subscribe để ủng hộ TSS channel bạn nhé.